Thiên đạo đồ thư quán, Trương Huyền. Trương 1301, hơn 4 vạn điểm. một Đúng vậy, ta chính là Trương Huyền. Thấy bộ dáng của mấy lão sinh này, Trương Huyền vò đầu, tràn đầy không hiểu. Ta không có lấy thánh thú ra, đã rất biết điều, bộ dáng này của các ngươi là có ý tứ gì. Ta đạt được cũng không nhiều bằng dư thừa A. Không chỉ hắn bối rối, danh sư khác cũng hai mặt nhìn nhau, không biết những lão sinh này động thần kinh gì. Hắn chính là Trương Huyền Trương Sư. Đột nhiên, vị lão sinh kia la lên một tiếng. Cái gì, hắn chính là Trương Sư. Nguyên lai là ngươi, quả nhiên anh hùng suốt thiếu niên. Trương Sư, tại hạ là học viên năm thứ hai lưu sáng, rất hân hạnh được biết ngươi, về sau đến học viện, có khó khăn gì trực tiếp tìm ta. Ta là năm thứ hai giã chỉ quân, ở học viện chấp pháp đội, ngươi nhìn đêm nay có rảnh không, ta vì ngươi bày tiệc mời khách. Bày tiệc mời khách quá tục, trương sư, ta biết ngươi là thuần thú sư, ta chỗ này đúng lúc có hai ngàn viên thú tinh thạch, giữ lại cũng vô dụng, liền đưa cho ngươi, ngươi cũng đừng khách khí, khách khí chính là không coi ta là huynh đệ. Một chút thú tinh thạch cũng không cảm thấy ngại lấy ra, nói đùa cái gì đó. Ta chỗ này có thú huyết đan. Audio điện tử võ tấn bền. Nghe được tiếng la, Mấy đội ngũ lão sinh chịu trách nhiệm xét duyệt ở chung quanh, lại không để ý tới xét duyệt, vội vã chạy tới, cả đám nhìn về phía Trương Huyền giống như thấy được thân nhân, hưng phấn đến hai mắt tỏa ánh sáng, không để ý tôn nghiêm của danh sư chút nào. Cái này, không nghĩ tới nói ra tên của mình, thái độ của những lão sinh này sẽ như thế, không còn cao ngạo như trước đó, Trương Huyền xoa xoa thái dương, mặt mũi choáng váng. Chẳng lẽ, tin tức cuồng ẩu thánh thú bị tiết lộ? Không nên a -Hát thời điểm đánh người, chuyên môn để ngoan nhân chú ý bốn phía, sẽ không có người phát hiện mới đúng. Ngoan nhân giám sát, coi như nghi trưởng lão cũng không cách nào thăm dò. Tin tức đã không dò gì, đám người này nổi điên làm gì. Bản thân cũng không có giết linh thú cấp cao gì, càng không biểu hiện ra thực lực, thoạt nhìn hết sức bình thường. Chẳng lẽ, như đom đóm trong đêm tối, biểu hiện ra bình thường, nhưng không che giấu được hào quang trói sáng. Nghĩ đến cái này hắn nhịn không được cúi đầu nhìn mình một vòng, mà cũng là y phục danh sư bình thường, dường như không có gì đặc thù a. À. Khí tức trên thân cũng bị áp chế đến hợp linh cảnh đỉnh phong, thiên đạo chân khí gia trì, có lẽ những người này không nhìn ra. Hắn không rõ ràng cho lắm, dư thừa ở một bên thì sắp điên. Rõ ràng là ta thắng có được hay không? Ta đánh cược chiến thắng, điểm tích lũy càng hơn 2.000 điểm, tài năng xuất chúng. Các ngươi không tìm ta nói chuyện, tìm một kẻ thất bại hỏi han ân cần, lại mời ăn cơm, đưa đồ. Lấy lòng, có cần rõ ràng như vậy hay không? Quá không biết xấu hổ rồi. Khóe miệng co giật, trong mắt sư thừa đỏ hoe, ta con mẹ nó mới là người thắng trận, ta thắng A. Không phải vị trương sư này. Phong ngô càng nuốt nước bọt, có chút nổi điên. Vốn cho rằng, lần này thắng trương sư, nhất định có thể rửa sạch nhục nhã, hưng phấn bay lên, kết quả. Là có người bay lên, chẳng qua không phải hắn, mà là đối phương. Hắn vẫn ở trong bùn như cũ, không thể ngẩng đầu lên. Chuyện gì xảy ra, không hào hảo xét duyệt, lại tụ thành một đống, còn thể thống gì. Ngay thời điểm tất cả mọi người choáng váng, một tiếng quát vang lên, lập tức nhìn thấy một trung niên vẻ mặt nghiêm túc đi tới. Là hình đường học viện Bạch Dương Bạch Sư, làm người luôn luôn nghiêm túc. Ta nghe nói Bạch Sư là học sinh thân truyền của mi trưởng lão, Mặc dù là danh sư lục tinh hạ phẩm, nhưng địa vị ở học viện không thấp. Học sinh thân truyền, tin tức của ngươi khẳng định sai lầm, nghe nói đến bây giờ mi trưởng lão còn không có thu thân truyền, Bạch sư bất quá là học sinh hắn giảng bài mà thôi. Mặc kệ là thân truyền hay giảng bài, cũng là chúng ta ngưỡng mộ. Nghe được trách mắng, nhìn thấy trung niên đi tới, phía dưới một hồi thanh âm đè thấp. Vị Bạch sư này, tu vi cùng cấp bậc danh sư không tính là đặc biệt cao nhưng ở trong học viện cực kỳ nổi danh, đi theo bên người mi trưởng lão, để cho người ta vẫn cho rằng hắn là thân truyền. Bạch sư, quả nhiên, rất nhiều lão sinh nhìn thấy vị này đi tới, toàn bộ giật nảy mình, không dám tiếp tục vây quanh trương huyền, đồng loạt tránh ra. Lão sư để các người tới xét duyệt, là coi trọng các người kiên định nghiêm túc, cần cù tiến lên, ai bảo các người tự mình kết giao, lập bang kết đội. Bạch sư trừng mắt, không giận tự uy, khí tức hóa phàm cửu trọng phát ra cho người ta một loại áp bách mãnh liệt danh sư ngô tinh đối ứng ba cảnh giới hóa phàm lục thất bát trọng muốn trở thành danh sư lục tinh ít nhất phải có thực lực cửu trọng vị bạch sư này mặc dù chỉ là danh sư lục tinh hạ phẩm thực lực bản thân dĩ nhiên đã đến hóa phàm cửu trọng đỉnh phong cho người ta một loại cảm giác thâm bất khả chắc vâng nghe được trách mắng rất nhiều lão sinh đều hơi đỏ mặt không dám nói nhảm còn không mau đi xét duyệt Hắn phất tay một cái. Đám lão sinh mới vừa rồi còn tràn đầy hưng phấn, cả đám vội vàng trở lại vị trí của mình. A, à, thấy những người kia rời đi, lúc này Bạch Sư mới thở phào nhẹ nhõm, ngẩng đầu nhìn về phía Trương Huyền, đã không còn bộ dáng nghiêm túc trước đó, ngược lại mỉm cười, ôm quyền khom người. "Trương sư huynh, lão sư mời ngài đi qua." "Sư huynh." Chương 1302, hơn 4 vạn điểm. 2 Bạch sư sương hô hắn là sư huynh, chẳng lẽ mi trưởng lão định thu trương sư làm học sinh thân truyền? Khó trách, những lão sinh này lấy lòng như vậy, mi trưởng lão là một trong thập đại trường lão, trở thành học sinh của hắn, địa vị còn cao hơn lão sư, đừng nói bạch sư tôn kính, ở học viện cũng có thể đi ngang. Đúng vậy, còn không có chính thức tiến vào học viện, chỉ khảo hạch một hồi, liền được thu làm học sinh thân truyền. Tại sao ta cảm giác choáng như thế? nghe được bạch sư Sương hô cùng cung kính, tất cả mọi người bị dọa đến run rẩy. Có thể để cho một vị danh sư lục tinh xưng hô như vậy, nói rõ mi trưởng lão đã có ý định thu hắn làm thân truyền. Nhưng hắn không phải vừa tới sao? Không phải mới vừa trải qua nhập môn khảo hạch sao? Làm sao có thể được mi trưởng lão nhìn chúng? Vận khí cũng quá tốt a. À? Mi trưởng lão, được rồi. Thấy chung quanh càng ngày càng náo nhiệt, tất cả mọi người tập trung ánh mắt tới, Trương Huyền biết, tiếp tục chờ đợi, khẳng định càng bị chú ý, đành phải than thở một tiếng, từ bỏ ý nghĩ khiêm tốn, theo bạch sư đi thẳng về phía trước. Một lát sau liền biến mất ở trước mắt mọi người. Vì cái gì, rõ ràng là ta thắng, rõ ràng là ta thắng. Thấy hắn rời đi, hơn nữa còn là bạch sư tự mình mời, có khả năng được nghi trưởng lão thu làm học sinh thân truyền, con mắt của dư thừa đỏ lên. Cố ý đánh cược với thiên tài, chính là bức bách bản thân, để mình một tiếng hót lên làm kinh người hắn ở dưới tình huống bị linh thú cướp bóc, có thể được hơn 2.000 điểm, tài năng xuất chúng như thế, chẳng lẽ mi trưởng lão không nhìn thấy. Dựa vào cái gì thua một người thua mình làm học sinh? Người thắng, sư sư, người có biết điểm tích lũy của trương sư là bao nhiêu không? Thấy tâm tính của hắn sắp mất cân bằng mà nổi điên, một lão sinh thực sự nhịn không được, đầy đồng tình nhìn qua. Bao nhiêu, không phải chư vị học trưởng quên chứ? 2.580 điểm. Sư thừa nhịn không được nói. Vừa rồi rõ ràng như vậy, ít hơn mình cùng phong ngô 78 điểm, chẳng lẽ một cái chớp mắt liền quên. 2580 Lão sinh kia xùi cười một tiếng, lắc đầu. Nếu chỉ như vậy, người cảm thấy có thể được mi trưởng lão yêu ái, chỉ đích danh muốn thu làm học sinh. Vậy, sư thừa nháy con mắt. Trương huyền kia đi theo mình, cùng một chỗ xét duyệt, làm sao lại không phải hơn 2.000 điểm. Nói thật cho người biết, hắn tổng cộng là 43.724 điểm. Lão sinh nói xong, trong mắt còn mang theo hoảng sợ. Hơn 43.000 điểm, cái này, cái này, làm sao có thể? Dư thừa giật nảy mình, thiếu chút nữa ngất đi, bờ môi run rẩy. Hắn chẳng phải lấy được nội đan của lạc dương thú, thanh yên thú, thất thu thú. Sao, tại sao có thể có điểm số cao như vậy? Không chỉ hắn kỳ quái, chung quanh rất nhiều danh sư cũng nghi ngờ nhìn qua. Cảnh tượng trương sư kiểm nghiệm nội đan, bọn họ đều nhìn ở trong mắt, hơn 2.000 điểm, làm sao biến thành hơn 4 vạn. Cái này khác biệt cũng quá lớn đi. 4 vạn điểm, một linh thú kiều thiên cảnh sơ kỳ 100 điểm, nói cách khác. Ít nhất phải săn giết 400 linh thú kiều thiên cảnh sơ kỳ mới có thể làm được. Làm sao có thể? Vì sao cao như vậy? Trương sư chỉ bằng vào lực lượng cá nhân, ở nhất tuyến thiên cứu hơn 200 vị danh sư bị nhốt, thuần phục hơn 400 linh thú hợp linh cảnh, kiều thiên cảnh, làm sao không chiếm được 4 vạn điểm tích lũy. Thấy hắn không tin, lão sinh hất ống tay áo lên. Người hẳn phải biết, thuần phục còn khó hơn săn giết nhiều lắm. Thuần phục hơn 400 linh thú. Cái này, hơn 4 vạn điểm, chẳng lẽ trương sư kia, chính là tuyệt thế thiên tài mà vừa rồi các học trưởng nói. Nghe được đối thoại, rốt cục có người kịp phản ứng. Trước đó liền nghe những học trưởng này nói, buổi trưa liền ra một cái cao điểm nhất, ánh sáng lóa mắt, để cho người ta không thể tin được, vốn cho rằng có 2 ba ngàn điểm là tốt lắm rồi, không nghĩ tới hơn 4 vạn điểm. Hơn nữa còn là vị trương sư này, thoạt nhìn cực kỳ khiêm tốn, không tranh quyền thế. Không sai, chính là trương sư, thành tích của hắn ở giữa trưa liền đi ra. Nghi trưởng lão cùng mạc cao viễn đường chủ tranh nhau muốn gặp, hai người khoảng mấy nghìn điểm liền nghĩ chiến thắng cảm thấy có khả năng sao? Nghe được lời của mọi người, lão sinh gật đầu, lần nữa hử một câu. Thật không biết tự lượng sức mình. Vừa rồi một mực nói trương sư, bọn họ cũng không kịp phản ứng, dù sao hơn ba vạn tân sinh, họ trương không có một ngàn cũng có tám trăm, tất cả mọi người là danh sư, đều xưng hô như vậy. Nhưng tên trương huyền, hơn nữa còn từ huyễn vũ đế quốc tới, liền không giống, chỉ có một người. Chính là vị thiên tài phá vỡ tất cả ghi chép, để mi trưởng lão cũng kinh thán không thôi kia. Nghĩ tới sự tình buổi trưa, nói thật, đến bây giờ hắn cũng cảm thấy không thể tin được. Vị trương sư này, nếu như chỉ thuần thú lợi hại, thực lực mạnh mẽ ngược lại cũng thôi. Mấu chốt nhất là hắn khiêm tốn và nội liếm, cùng thản nhiên với tiền tài, để cho người ta bội phục. Hơn 200 danh sư, mang theo hơn 400 linh thú tới, mỗi người chỉ cần một điểm, nhất định phải quy điểm tích lũy cho trương sư, cảm kích ân cứu mạng của hắn, loại trang diện này, coi như bây giờ nghĩ lại cũng cảm thấy rung động không ngớt. Nghe các danh sư trần thuật, càng cực kỳ bội phục. Một danh sư, thuần phục nhiều linh thú như vậy, không tham công, không phách lối, không yêu cầu những người khác báo đáp, xong chuyện phủi áo ra đi, không cầu công danh. Thậm chí ngay cả tên cũng không có lưu lại, phần lòng giả dạ cùng thái độ này, chính là rất nhiều danh sư dùng cả đời, cũng không thể với tới. Trường 1303, mi trưởng lão muốn thu đổ một trọng yếu nhất là nghe danh sư khác nói vị trương sư này vì cứu người sử dụng bí pháp mạnh mẽ từ kiều thiên cảnh sơ kỳ đi đến đỉnh phong đổi lại người khác loại thực lực này khẳng định phách lối là ó ước gì khoe khoang mà hắn lại cố ý đè thấp tu vi để cho người ta thoạt nhìn tương đương với hợp linh cảnh nếu không phải dư thừa này báo ra họ tên nhóm người mình cũng không nhận ra được loại tâm cảnh cùng thái độ lạnh nhạt này chính là vô số danh sư không học được Ngươi cũng muốn so với hắn. Lấy cái gì so? Bằng vào miệng ư. Hừ một tiếng, rất nhiều lão sinh, tất cả đều khinh bị nhìn dư thừa một cái. Đổi lại trước kia, nhận được hơn 2.000 điểm, bọn họ khẳng định sẽ cực kỳ tôn trọng, cảm thấy tương lai không yếu, nhưng so với trương sư, lại kém hơn nhiều lắm. Không chỉ thực lực còn có phẩm hạnh. Trương sư có thể vì danh sư khác, cam tâm tặng đi, không cầu hồi báo, ngươi thì sao? nhìn thú sủng người ta bắt đến linh thú cố ý đánh chạy sau đó lại loay hoay điểm tích lũy đủ loại vô xỉ cùng bị ổi đồng dạng là thiên tài vì sao khác biệt lại lớn như vậy nhìn thấy ánh mắt các lão sinh khinh bỉ thân thể dư thừa nhoáng một cái quay đầu nhìn về phía những người khác phát hiện danh sư khác cũng lộ ra ý khinh thường mắt tối sầm lại lần nữa phun ra một ngụm máu tươi ma đản chẳng phải đánh cược sao Bị một linh thú lột sạch sành xanh, tất cả bảo vật mất đi không nói, còn bị xem thường, thành đối tượng vạn người chế diễu, châm chọc. Chuyện này là sao? Sư thừa nhìn phùng vũ, tất cả đều khóc. a à há bạch sư, không biết mi trưởng lão tìm ta có chuyện gì. Lúc này trương huyền vẫn còn choáng váng, hoàn toàn không làm rõ ràng được chuyện gì xảy ra. Lúc trước hắn vì lo lắng đuổi bắt thiên nghĩ phong mẫu, không để ý những linh thú kia, càng không biết, các danh sư được hắn cứu quy tất cả điểm tích lũy vào tên của hắn. Do đó còn tưởng rằng điểm tích lũy của hắn không sánh bằng dư thừa. Người không biết, thấy bộ dáng hắn như vậy, bạch sư sửng sốt một chút, cũng cực kỳ bội phục. Thấy không, đây mới là lòng giả của cao nhân. Người khác làm việc tốt, không cầu hồi báo là tốt lắm rồi, hắn làm việc tốt, chẳng những không muốn hồi báo, còn quên không còn một mảnh, lòng dạ rộng rãi, khí lượng bao la, không hơn được nữa trong những người hắn thấy trừ lão viện trưởng thì không người có thể so sánh ta làm sao biết trương huyền lắc đầu nghi trưởng lão hắn chỉ gặp qua một lần hơn nữa còn cách không biết bao xa ai biết đối phương tìm mình làm gì yên tâm đi là chuyện tốt một lát nữa liền biết cười khổ lắc đầu bạch sư cũng không giải thích đi đầu dẫn đường đi một hồi một nhà tranh xuất hiện ở trước mắt nói là nhà tranh trên thực tế là lương đình xem ra mới vừa dựng lên không lâu hai lão giả ngồi ngay ngắn ở trong đó như đang nói chuyện mạc đường chủ nhìn thoáng qua trương huyền nhận ra một cái là nghi trưởng lão mà một cái khác là người quen biết cũ chính là mạc đường chủ mạc cao viễn ban thưởng mình linh thạch thượng phẩm lão sư trương sư đến rồi không biết tâm lý của hắn ba động bạch sư tiến về phía trước một bước nói ồ ngươi chính là trương huyền nghi trưởng lão đứng dậy nhìn về phía trương huyền càng xem càng cảm thấy hài lòng khí tức nội liếm mộc mạc bình thản xem xét liền biết có tu dưỡng rất cao trương huyền bái kiến mi trưởng lão mạc đường chủ trương huyền ôm quyền ồ trương sư hình như chúng ta còn là lần đầu tiên gặp mặt nha mạc cao viễn nhìn qua ây đúng a à. trương huyền sướng sờ lúc này mới nhớ tới lần trước nhìn thấy vị mạc đường chủ này chính là dương sư mà hắn thì chưa gặp đối phương, cẩn thận nói đến, còn là lần đầu tiên gặp mặt. Đường chủ Huy danh Lan Sa, ta cũng nghe Hồng sư giới thiệu, lúc này nhìn thấy, tự nhiên nhận ra. Mặt không đỏ tim không đập, Trương Huyền nói. Không sai, chỉ bằng vào giới thiệu liền có thể đoán ra ta, không hổ là thiên tài. Mà Cao Viễn gật đầu, cũng không hoài nghi. Hắn cũng coi là nhân vật thành danh rất lâu, bản thân lại lấy ra linh thạch thượng phẩm ban thưởng đối phương nhìn thấy lại không đoán ra được, cũng thẹn với tên thiên tài. Ồ, mạc đường chủ, người có ý tứ gì? Chẳng lẽ các ngươi đã sớm nhận biết? Nghe được khẩu khí này, mi trưởng lão nghi ngờ nhìn qua. Vị này không phải tân sinh năm nay tới sao? Sao mạc đường chủ lại như có giao tình vậy? Cũng không tính quen biết lâu, chỉ là nghe qua tên trương sư mà thôi. Người cũng thấy đấy, trên thực tế chúng ta mới lần thứ nhất gặp mặt. Mạc Cao Viễn nói sự tình dương sư không được đối phương cho phép hắn không dám tự mình truyền ra ngoài chỉ có thể nói mập mờ nghe qua tên nghi trưởng lão càng kỳ quái vị trước mắt này là ai danh sư lục tinh đỉnh phong đường chủ khống chế danh sư đường ở huyễn vũ đế quốc cũng được cho là nhân vật tiếng tăm lừng lẫy vị trương sư đối diện này xem như thiên tài tuyệt đỉnh cũng chỉ là một tiểu nhân vật của huyễn vũ đế quốc làm sao có thể gặp nhau hơn nữa còn nghe qua tên Mạc đường chủ cùng gia sư từng có giao hảo, do đó biết tên của ta. Trương Huyền thấy hắn không dễ giải thích, mở miệng nói. Từng có giao hảo. Mi trưởng lão sửng sốt, lập tức nhìn qua. Trương 1304, mi trưởng lão muốn thu đồ hai. Không biết quý sư là vị nào, không biết ta phải chăng quen thuộc. Biết Trương Huyền này, trong vòng một canh giờ thuần phục hơn 400 linh thú, để hắn động tâm thu đồ. Hắn thấy, Trường huyền này đã từ loại địa phương nhỏ như huyện vũ đế quốc đến lão sư tất nhiên không cao minh lắm thu hắn làm đệ tử không tính là gì giờ phút này thấy mặc cao viễn biết lão sư của hắn hơn nữa nghe ngữ khí quan hệ không tệ nhịn không được hỏi lão sư trước cấp bậc thấp thu làm học sinh cũng không có gì nhưng nếu là đồng cấp thì có chút không thích hợp nhất là thân truyền chú trọng mặt mũi cùng môn phong không điều tra rõ ràng liền tùy tiện thu đồ sẽ giống như tào hùng tranh đoạt lưu dương lúc trước thuộc về hành vi đánh mặt, vô cùng có khả năng tan rã trong không vui. Gia sư Dương Huyền, Trương Huyền vội vàng gật đầu. Dương Huyền, nghi trưởng lão nhíu mày, cẩn thận suy tư cả buổi, nhưng chưa từng nghe qua cái tên này, nhịn không được nhìn về phía mạc cao viễn cách đó không xa. Vị Dương Sư này là... Cái này, mạc cao viễn trần chờ không biết nên trả lời như thế nào. Gia sư nhàn vân giã hạc, không có danh tiếng gì, Nghi trưởng lão không biết cũng rất bình thường. Nhìn ra Mạc Đường chủ khó xử, Trương Huyền mở miệng nói: "Không có danh khí gì." Nghi trưởng lão tỏa ra điểm khả nghi. Mạc Cao Viễn là danh sư Đường Đường chủ, địa vị tôn sùng, nếu như chỉ là danh sư bình thường, có cái gì không thể nói. "Ta liền nói thật đi, Dương sư có ân chỉ điểm với ta." Nhìn hắn không hỏi ra, dường như không cam tâm mà cao viễn sợ vị lão hữu này của mình chọc giận tồn tại không nên dây vào, nhịn không được nói. Chỉ điểm, chẳng lẽ, con người có rụt lại, mi trưởng lão vội vàng quay đầu nhìn về phía thanh niên trước mắt. Danh sư cùng cấp bậc, bình thường đều dùng các loại từ ngữ như chỉ ra chỗ sai, nghiên cứu thảo luận, giao lưu, lẫn nhau học tập, chỉ có danh sư cấp bậc cao mới dùng từ chỉ điểm. Mà cao viễn cẩn thận như vậy, chẳng lẽ lão sư của Trương Huyền là một vị danh sư vượt qua hắn? hắn và mạc đường chủ đều là lục tinh đỉnh phong vượt qua há không phải nói đạt đến thất tinh thậm chí cao hơn đúng biết hắn nghĩ cái gì mà cao viễn vội vàng gật đầu cái này sắc mặt trắng nhợt mi trưởng lão có chút xấu hổ hắn là lục tinh đỉnh phong muốn thu học sinh của một vị danh sư thất tinh làm đồ đệ rõ ràng đi quá giới hạn không biết phương pháp thuần thú của trương sư có phải là dương sư dạy hay không Mặc dù xấu hổ, nhưng vẫn còn có chút không cam tâm. Một học sinh có thể có rất nhiều lão sư, tu vi, thuần thú, thư họa, y đạo. Nếu như thuần thú không phải vị Dương sư này truyền lại, hắn thu đối phương làm học sinh thuần thú cũng không tính là thất lễ. Thật giống như Trương Huyền Thu Lạc thất thất là học sinh luyện đan vậy. Người thành đạt làm sư, coi như Dương Huyền là danh sư thất tinh, chỉ cần hắn không dạy thuần thú, sẽ không coi là xúc phạm. Chính là gia sư dạy Lúc này Trương Huyền cũng nhìn ra ý tứ của đối phương, vội vàng giải thích. Mặc dù Mi trưởng lão này thực lực mạnh, lại là một trong thập đại danh sư, nhưng hắn cũng không muốn bái sư. Đầu tiên, thân phận Dương sư này liền không dễ ăn nói. Dương sư cho tới nay bị hắn biểu hiện ra mạnh mẽ vô địch, ít nhất đạt đến thất tinh, bát tinh, nếu như bỏ qua danh sư lợi hại như vậy, đi bái một lục tinh, há không cho thấy ngay cả Mi trưởng lão cũng không bằng. Thứ hai, hắn ngay cả khổng sư thu đồ cũng không đáp ứng thật muốn đáp ứng tên này khổng sư có thể tại chỗ tức giận sống lại hay không mặc dù toàn bộ đại lục đều biết khổng sư đã phi thăng nhưng trải qua lần trước thu đồ hắn cảm thấy không đơn giản như vậy lại nói hắn là thiên nhận danh sư tồn tại ông trời cũng thừa nhận coi như muốn bái sư chỉ sợ tên này cũng không chịu nổi cái kia luyện khí thì sao ta không chỉ thuần thú luyện khí cũng coi như không tệ Thấy thuần thú thật là dương sư dạy, mi trưởng lão tiếp tục nhìn tới. Ngoại nhân đều biết hắn thuần thú mạnh mẽ, nhưng lại không biết hắn luyện khí cũng là nhất đẳng. Luyện khí, cũng là gia sư truyền thụ. Trương Huyền tiếp tục nói. Vậy y đạo thì sao? Mi trưởng lão không cam tâm. Khổ khổ, được rồi, dương sư học cứu thiên nhân, không phải người ta có thể phỏng đoán. Thấy bạn cũng chưa từ bỏ ý định, từ thuần thú kéo tới luyện khí, y đạo mà cao viễn nhịn không được mở miệng cắt ngang. Ai, người cũng biết, ta nhiều năm như vậy một mực không thu học sinh chân truyền, cũng không phải không muốn, mà là không tìm được Mỹ Ngọc chân chính. Biết mạc đường chủ là hảo ý, mi trưởng lão cười khổ lắc đầu. Nhiều năm như vậy, không phải chưa từng gặp qua thiên tài, nhưng đều không có đi đến tiêu chuẩn trong tâm lý của hắn. Hắn thu đồ, yêu cầu không cần thiên phú như thế nào, đầu tiên phải tâm tính tốt, làm danh sư, muốn có trách nhiệm đối với thiên hạ. Vị trương huyền này, vì cứu người cưỡng ép tăng thực lực lên, còn bất kể hồi báo, chỉ bằng vào hai điểm này, nhân phẩm tâm tính liền phù hợp yêu cầu. Tốn hao đánh đổi to lớn xin tử dương thú khảo hạch tân sinh, chính là muốn tuyển một người phù hợp bản thân, thật vất vả tìm tới, tự nhiên không nguyện ý từ bỏ. Ta biết tâm tư của ngươi, nhưng mà... Mà Cao Viễn Trần chờ một chút. Thực lực của Dương Sư. Thời điểm hắn xoắn suýt, có muốn hơi tiết lộ một chút hay không, để bạn cũ dẹp ý niệm này, liền thấy một lão sinh chịu trách nhiệm khảo hạch vội vã đi tới. Bẩm báo trưởng lão, chúng ta đã xét duyệt xong điểm tích lũy của tân sinh rồi. Xét duyệt xong, ánh mắt mi trưởng lão sáng lên. Tổng cộng có bao nhiêu tân sinh thông qua? Bẩm báo trưởng lão, tổng cộng 6.487 người. 6, 6, mới 6.000. Mi trưởng lão ngẩn ngơ, chương 1305, Đại công vô tư chương huyền 1. Ba vạn học sinh đến đây khảo hạch, dựa theo học viện quy định, phải bảo đảm hai vạn thông qua, mới có thể bảo chứng học kỳ, hiện tại mới qua hơn 6.000 người, há không phải nói quét xuống hơn hai vạn. Một hồi khảo hạch thật tốt, biến thành như vậy, làm sao ăn nói với học viện? Vâng, lão sinh gật đầu, vẻ mặt nghi trưởng lão khó coi. Không phải tử dương thú đáp ứng bản thân, sẽ xét tình hình cụ thể xử lý, sẽ bảo đảm hai vạn tân sinh thông qua khảo hạch sao. Làm sao nghiêm như thế, chỉ qua 6 ngàn. Cái tên này luôn rất đáng tin cậy, sao lần này không đáng tin cậy như thế. Nghe được tỷ lệ qua ải, Trương Huyền cũng sững sờ, thời điểm đến, nhìn thấy có gần một nửa người qua ải, còn tưởng rằng tỷ lệ qua ải cũng không kém nhiều, hiện tại xem ra, không dễ dàng như vậy. Đều do tử dương thú kia, trở về lại cẩn thận giáo huấn một lần. Mắt hắn sáng lên, nếu không phải gian tế dị linh tộc này làm loạn, tỷ lệ qua ải làm sao có thể thấp như vậy. Danh sư học viện đối với hắn mà nói có thể không đi, nhưng đối với danh sư khác, lại là bảo địa tấn cấp, có thể đi vào, đại biểu sau này thành tựu vô hạt, vào không được, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ trở về. Trong lòng đang nghĩ nên làm sao thu thập con thánh thú kia, liền thấy mi trưởng lão vội vãi nhìn lại, ôm quyền nói. Hai vị trước ở đây đợi một hồi. Ta có một số việc đi một chút sẽ trở lại." Nói xong thân thể nhảy lên, bay lượn đi xa. Hắn phải ngay mặt hỏi thăm rõ ràng, Tử Dương thú làm cái quỷ gì, để nhiều người không qua ải như vậy. Thực lực thánh giả nhất trọng đỉnh phong, tốc độ cực nhanh, vài phút liền đến đỉnh núi. Tử Dương tiền bối, người ở trên không trung liền la lên một tiếng. Tử Dương thú là thú sủng của lão viện trưởng, bất kể bối phận hay tuổi tác đều lớn hơn hắn, không chỉ hắn coi như chín đại danh sư khác, cũng phải tôn sưng một câu tiền bối. hô xong không nghe thấy đáp lại, thân thể nhảy lên, đi tới gần nhà tranh, đang muốn nói chuyện, còn người đột nhiên co rụt lại. Khu vực trước mắt nguyên bản tràn đầy tuyết trắng, đâu đâu cũng có cái hố nhỏ, khắp nơi linh khí hội tụ, lưu lại dấu vết bị đánh tan. Đây là, cường giả thánh giả chiến đấu lưu lại. Thân là danh sư lục tinh, nhãn lực kinh người, liếc mắt liền có thể thấy được, đây là cường giả thánh giả chiến đấu mới có thể lưu lại chẳng lẽ hắn hít mắt thân thể nhoáng một cái vội vàng đẩy cửa đi vào nhà tranh nắm đấm lập tức siết chặt tử dương thú luôn luôn lười biếng dựa theo tình huống bình thường đều ở chỗ này nghỉ ngơi nhưng bây giờ rỗng thuếch xung quanh đâu đâu cũng có ấn ký chiến đấu há không phải nói đã xảy ra nguy hiểm đến cùng là ai dám ở danh sư học viện đánh lén tử dương tiền bối ánh mắt hắn ngưng lại lộ ra sát khí tử dương thú là thú sủng của lão viện trưởng đại biểu mặt mũi cùng tôn nghiêm của danh sư học viện dám ra tay với nó ở chỗ này cũng là cho thấy quang minh chính đại khiêu khích danh sư học viện không để danh sư đường vào mắt lơ lửng ở trước nhà tranh nhìn lại các dấu vết những cái hố to kia nhìn hình thể hẳn là tử dương tiền bối lưu lại vết chân của hắn lớn hơn người bình thường một chút thân thể nhoáng một cái đi tới gần một dấu chân Ngón tay nắm trên mặt đất một chút, con người lập tức co rụt lại. Sát lục chi khí, là, dị linh tộc. Thân là danh sư lục tinh đỉnh phong, biết dị linh tộc cực kỳ kỹ càng, trong dấu chân trước mắt, lộ ra sát lục chi khí nhàn nhạt, nhạt, vừa nhìn liền biết, là cường giả dị linh tộc lưu lại. Một cái, hai cái, ba cái, hơn hai mươi cường giả thánh giả của dị linh tộc, liên hợp đối kháng tử dương tiền bối. Cân nhắc một vòng, mi trưởng lão siết chặt nắm đấm. Khó trách không thấy tử dương thú, không nghĩ tới ở đây xuất hiện hơn 20 cường giả dị linh tộc. Nơi này chính là địa bàn của danh sư học viện, làm sao dị linh tộc có thể lẫn vào đám người mà không bị phát hiện, còn lặng lẽ bắt đi tử dương thú. Không được, chuyện này nhất định phải lập tức báo cáo học viện cùng danh sư đường. 20 cường giả dị linh tộc ẩn hiện, sự tình quá lớn, đã liên lụy đến toàn bộ nhân tộc ổn định, nhất định phải nắm chặt thời gian dò xét nếu không, toàn bộ Hồng Viễn Thành cũng có thể có nguy cơ đang tiềm ẩn. Nghĩ đến nơi này, liền không dám tiếp tục do so dự, lần nữa bay trở về tiểu đình. Làm sao vậy? Nhìn thấy bạn cú vội vã chạy đi, khuôn mặt khó coi chạy tới, mà cao viễn tràn đầy nghi hoặc. Cái này, nhìn trương huyền một chút, mi trưởng lão không có mở miệng. Xuất hiện dị linh tộc cấp bậc thánh giả, liên quan quá lớn, tin tức truyền ra ngoài, tất sẽ gây nên oanh động, tuy hắn là thập đại trưởng lão cũng không dám mạo hiểm như vậy hai vị đã có chuyện quan trọng muốn nói ta sẽ không quấy dày thấy bộ dáng đối phương như đang muốn nói lại thôi biết mình ở đây không tiện mở miệng trương huyền cười ôm quyền kỳ thật cũng không có gì nghe hắn muốn đi mi trưởng lão ngược lại thật không tiện vừa rồi một lòng muốn thu người ta làm đồ đệ hiện tại có việc lại tránh rõ ràng xem hắn như ngoại nhân chuyện này liên quan to lớn có điều, ta tin tưởng trương sư làm người, nói cho người cũng không sao. Trần chờ một chút, mi trưởng lão mở miệng. Ta phát hiện, tung tích của dị linh tộc. Cấp bậc gì? Mà cao viễn nhịn không được hỏi. Thực lực so với ta chỉ cao hơn chứ không thấp, hơn nữa số lượng không ít. Mi trưởng lão cho ra phán đoán. Mặc dù là hơn 20 thánh giả vây công, lấy thực lực của tử dương thú tiền bối, truyền tin tức ra ngoài vẫn có thể làm được, kết quả cái gì cũng không lưu lại, nói rõ trong đó khẳng định còn có một vị cường giả siêu việt thánh giả nhất trọng. Còn mạnh hơn ngươi, khuôn mặt mạc cao viễn ngưng lại. Trương Huyền thì híp mắt. Trước đó hắn liền hoài nghi tử dương thú kia là gian tế dị linh tộc, hiện tại xem ra đã chứng thực. Tên này khẳng định là thú sủng thánh giả nhất trọng của dị linh tộc. Trương 1306, Đại công vô tư Trương Huyền 2. Nếu không, là sao trung thành như vậy, để nó nói ra là ai, nhưng một mực không nói. Ta quả nhiên cứu nhiều danh sư như vậy. Sau khi xác định, cũng không nhịn được gật đầu. Nếu như âm mưu của tử dương thú cùng dị linh tộc thành công, cũng không phải là vấn đề hơn hai vạn người không qua ải, chỉ sợ tất cả mọi người sẽ bởi vậy tử vong. Danh sư học viện gặp phải tai nạn to lớn. Mặc dù hắn đến thế giới này không lâu, nhưng thân là danh sư, vẫn phải có trách nhiệm cùng nghĩa vụ của danh sư, gặp phải gian tế cùng âm mưu của dị linh tộc, có thể ngăn cản, tuyệt sẽ không lùi bước. Chuyện này mong hai vị không truyền ra ngoài, ta sẽ triệu tập thập đại trưởng lão tiến hành hội nghị, mau chóng giải quyết tai họa ngầm. Nói xong, mi trưởng lão nói một câu. Hai người đồng thời gật đầu. Liên quan tới dị linh tộc, tất nhiên phải giữ bí mật, nếu không rất dễ dàng gây ra khủng hoảng, phiền phức lớn hơn nữa. Ừm, tin tức càng giữ bí mật càng tốt, đúng, những học sinh mới kia làm sao bây giờ? Mạc đường chủ trần chờ một chút nói. Cái này, mi trưởng lão xoa xoa mi tâm. Hắn cũng buồn bực, vốn nghĩ có tử dương thú xuất mã, khảo hạch ra hai vạn học sinh không thành vấn đề. Ai ngờ, thánh thú bị dị linh tộc vây công, hiện tại sống chết không rõ, khảo hạch cũng xuất hiện vấn đề lớn. Vốn muốn thu hai vạn người, hiện tại chỉ thông qua hơn sáu ngàn, không có cách nào ăn nói a hát. Nếu như lại kiểm tra một lần, lần khảo hạch này cũng đã thành chuyện cười. Mà chỉ chúng tuyển sáu ngàn người, Đối với danh sư học viện cũng là một tổn thất lớn. Nghi trưởng lão, ta có biện pháp." Trương Huyền suy nghĩ một chút nói. "Mời nói." Mi trưởng lão cùng Mạc Đường chủ đồng thời nhìn lại. "Trước đó ngươi không phải nói mọi người liên hợp đi săn, lấy được điểm tích lũy có thể chia đều sao?" Trương Huyền mỉm cười nói. "Ta có hơn 4 vạn điểm tích lũy, coi như phân cho mỗi người một điểm cũng đầy đủ, hoàn toàn có thể phân cho những tân sinh không có điểm tích lũy kia." "Cái này nghi trưởng lão sững sờ đây chính là ngươi nhọc nhằn khổ sở kiếm được làm sao có thể không có gì điểm tích lũy giữ lại cũng vô dụng vừa rồi ngươi cũng nói có dị linh tộc ẩn hiện ý đồ đánh lén đã như vậy đội ngũ danh sư tất nhiên là càng mạnh càng tốt những thiên tài kia đều từ các nơi tuyển chọn đến cho bọn hắn một cơ hội chính là cho nhân tộc tương lai cùng hy vọng mong đừng câu nệ những lễ tiết kia trương huyền khoát tay áo Điểm tích lũy của hắn nhiều như vậy, giữ cũng vô dụng, còn không bằng tiến một cái nhân tình, tích lũy chút danh khí, đối với sau này tấn cấp cũng có chỗ tốt. Danh sư đi đến cấp bậc cao hơn, không chỉ tu vi cao, đối với danh cũng có yêu cầu, làm không được danh dự khắp nơi, sao được xưng tụng hai chữ danh sư. Cái này, tốt, Trương sư đã có loại quyết định này, ta cũng không chối từ, hiện tại liền báo chuyện này cho các danh sư. Nghe được Trương Huyền nói, Thân sắc mi trưởng lão ngưng trọng ôm quyền. Hắn còn muốn thu người, đối phương đã nghĩ đến nhân tộc, nghĩ đến để danh sư càng thêm cường đại. Đây mới là lòng giả cùng khí độ của danh sư. Cảm khái một câu, âm thầm bội phục. Nếu như nói trước đó xem hắn như vãn bối đối đãi mà bây giờ, tuyệt đối xem như người cùng cấp bậc. Phải có bao nhiêu lòng giả mới có thể làm được điểm ấy. Không hổ là học sinh thân truyền của Dương Sư, ánh mắt cùng hiểu biết hoàn toàn khác biệt liền phiền phước nghi trưởng lão. Trương Huyền ôm quyền, là ta làm phiền ngươi mới phải, nếu không phải ngươi làm như vậy, lần khảo hạch này, ta cũng không biết giải quyết như thế nào. Như vậy đi, coi như ta nợ ngươi một cái nhân tình. Nghi trưởng lão nói, đối phương không phân điểm tích lũy cho mọi người, dựa theo quy củ, chỉ có thể tuyển nhận 6.000 người, lần khảo hạch này sẽ trở thành chuyện cười lớn nhất. Tôn nghiêm của thập đại trưởng lão cũng sẽ ném không còn một mảnh. Có thể nói, Lần này, đối phương không chỉ cứu vãn vận mệnh của vô số danh sư, cũng cứu vãn mặt mũi của hắn. Cái này, Trương Huyền vò đầu. Kỳ thật thứ như nhân tình này, vô dụng, nếu như có thể cho mấy viên linh thạch thượng phập, liền tốt. Nhận đi, nhân tình của mi trưởng lão có thể ngộ nhưng không thể cầu, ta và hắn kết giao không dưới 200 năm, cũng không có được qua. Thấy hắn còn có chút không tình nguyện, mà Cao Viễn vội nói. Mi trưởng lão thân là một trong thập đại trưởng lão, luôn luôn giữ mình trong sạch, ngay cả học sinh thân truyền cũng không thu, có thể thấy được yêu cầu bản thân cao bao nhiêu. Nhân tình của loại người này cũng không phải dễ lấy như vậy. Đa Tạ Mi trưởng lão. Trương Huyền đành phải cố mà gật đầu. Nếu như cho những người khác biết, hắn ngay cả nhân tình của Mi trưởng lão cũng không muốn, mà chỉ muốn linh thạch, tuyệt đối sẽ một cước đạp chết hắn. Hồng Viễn Đế quốc thập đại trưởng lão cái nào không phải hạng người tiếng tăm lừng lẫy. Nhân tình của bọn hắn, tuyệt đối là vạn kim khó cầu. Nếu như dùng nhân tình này, đi hoàng thất của Hồng Viễn Đế quốc đổi linh thạch, mười mấy viên linh thạch thượng phẩm, chỉ sợ cũng có thể đổi lấy. Hơn nữa là cầu còn không được. Đồ vật chân quý như thế, người còn không muốn, khó xử như thế. Tại sao không đi chết đi? chương 1307, tặng điểm 1. Mạc đường chủ, xin chờ một lát, Ta an bài tân sinh một chút, liền cùng ngươi đi triệu tập mấy vị danh sư khác. Nhận được Trương Huyền đồng ý, mi trưởng lão nói một tiếng, xoay người rời đi, trong tiểu đình chỉ còn lại Mạc Cao Viễn cùng Trương Huyền. "Trương sư, không biết Dương sư có tới hay không?" An tĩnh một hồi, Mạc Cao Viễn nhịn không được nhìn lại. Hắn đưa linh thạch thượng phẩm làm ban thưởng tỉ thí, lại chuyên môn chạy tới kết giao Trương Huyền, chính là muốn giữ gìn mối quan hệ với Dương sư gia sư luôn hành tung bất định cụ thể ở nơi nào ta cũng không rõ ràng trương huyền thuận miệng giải thích một câu sau đó nhìn qua nghe lão sư nói người mở huyệt đạo có chút vấn đề không biết bây giờ đã giải quyết chưa nói đến chuyện này ta còn phải tự mình cảm tạ dương sư chỉ điểm thần sắc mạc cao viễn cứng lại vội vàng ôm quyền nếu không phải dương sư tự mình chỉ điểm hắn có thể sẽ ở trong sai lầm càng đi càng xa Cả đời khó có thể tấn cấp Thánh giả nhị trọng, mà bây giờ, khí tức trong cơ thể ôn dưỡng huyệt vị đã có hy vọng đột phá. Nguyên nhân chính là như thế, hắn mới biết vị Dương sư kia khủng bố đến mức nào. Tùy tiện liền nhìn ra vấn đề của hắn, không chỉ nói ra, còn có thể để cho tu luyện tiến bộ, năng lực mạnh, 10 cái hắn gộp lại cũng theo không kịp. Cái gọi là thập đại danh sư của Hồng Viễn học viện, ở trước mặt đối phương, chỉ sợ buồn cười giống như trẻ con. Không cần khách khí Lão sư luôn đạm bạc, đã có thể chỉ điểm giúp ngươi, nói rõ các ngươi cũng có duyên phận, không thể quá mức cố chấp." Trương Huyền cười cười. "Đúng vậy." Mạc Cao Viễn gật đầu. Một ít danh sư cao minh, lĩnh hội thiên địa tạo hóa, coi trọng duyên phận tự nhiên, không có duyên phận là không thể nào chỉ điểm. Dương sư có thể chỉ điểm, duyên sinh duyên diệt, liền không cầu hồi báo. Hơn nữa coi như muốn hồi báo, cũng phải chờ đối phương để ý lại nói, chướng mắt hết thảy đều là uổng công. Đúng rồi, nếu nghi trưởng lão là thuần thú sư lục tinh đỉnh phong, làm sao không thấy thú sủng của hắn? Không biết thú sủng của hắn là loại thánh thú nào? Như nhớ tới cái gì, Trương Huyền hỏi. Mặc dù cơ bản xác định, tử dương thú kia tất nhiên là gian tế của dị linh tộc, nhưng trong lòng vẫn còn có chút lo nghĩ. Dù sao lôi viễn phong này cách danh sư học viện gần như vậy, thánh thú lợi hại như thế ở trên núi, lại không bị phát hiện, bản thân liền cực kỳ kỳ quái là một hỏa long thánh thú. Không biết tại sao hắn lại hỏi thăm như thế, mà Cao Viễn nói. Hỏa long thánh thú. Trương Huyền thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù loại này thánh thú cũng chưa nghe nói qua, nhưng chỉ cần không phải tử dương thú là tốt rồi. Đúng vậy, thú sủng này. Ai, không nói cũng được. Nhấc lên hỏa long, mà Cao Viễn trần chờ một chút, cuối cùng lắc đầu. Làm sao vậy? Thấy bộ dáng này của hắn, Trương Huyền nghi ngờ nhìn qua cũng không có gì, mà là hỏa long thánh thú này, chỉ sợ. Thời gian không nhiều lắm. Mà cao viễn than thở. Thời gian không nhiều. Trương huyền càng thêm kỳ quái. Tuổi thọ linh thú luôn dài hơn nhân loại, nhất là đi đến cấp bậc thánh thú, tình huống chết trước chủ nhân quả thực rất hiếm thấy. Ừm, là hỏa long thánh thú. Trên việc tu luyện xuất hiện chút vấn đề, chuyện này không nói cũng được. Mà cao viễn lắc đầu không nói nhiều. Kỳ thật tin tức này hắn cũng là trước kia nói chuyện phiếm với mi trưởng lão mới hiểu. Nếu không, làm thú sủng, chủ nhân ở đây, nó lại không đến, làm sao cũng không thể nào nói nổi. Được rồi, thấy đối phương không muốn nhiều lời, Trương Huyền không hỏi thêm nữa. Hồ Thanh là một vị danh sư tứ tinh đỉnh phong của thanh viễn đế quốc nghị đẳng, Tu Vi chỉ đạt tới trọc thanh cảnh hậu kỳ, ngay cả đỉnh phong cũng không đến. Hắn đến từ một địa phương nhỏ cực kỳ xa xôi, có thể thông qua khảo hạch, đi tới nơi này đã bỏ ra tâm huyết cùng đánh đổi cực lớn. Nhất là danh sư thi đấu, cuối cùng tỷ thí, vì tấn cấp, liền liều mình chiến đấu, trọng thương 17 chỗ mới lấy được thành công. Sở dĩ liều mạng như vậy, là bởi vì hắn không giống người khác. Người khác không cách nào đi vào danh sư học viện, cũng có thể lưu lại danh sư đường, hưởng thụ đãi ngộ cao nhất, mà hắn không có đường lui. Thân bị bệnh lạ, chỉ có loại dược liệu đó mới có thể cứu mạng mà thứ này chỉ có học phần của danh sư học viện mới có thể hối đoái nói cách khác chỉ có trở thành học viên mới có thể để cho hắn tiếp tục sống sót vốn cho rằng bất kể khảo hạch nhập môn khó khăn như thế nào chỉ cần cố gắng cũng có thể làm được cùng lắm thì liều mạng kết quả hắn bất đắc dĩ phát hiện lần khảo hạch này liều mạng vô dụng hắn muốn săn giết linh thú qua ải đáng tiếc lại bị linh thú vây suýt chút nữa mất mạng thật vất vả trốn ra được, cũng bỏ ra đánh đổi thảm trọng, bản thân bị trọng thương không nói, ngay cả một điểm tích lũy cũng không được đến. Không có điểm tích lũy, liền đại biểu không cách nào trở thành một thành viên của học viện. Cũng đại biểu, sẽ không thể nào nhận được dược liệu kia, chẳng mấy chốc sẽ bệnh nặng phát tác, đi tới tử vong. Không được, ta nhất định phải thành công. Cố nén đau nhức kịch liệt trên người, giấy ruộng đứng dậy, đi tới trước mặt thiên tài vừa rồi được mọi người chú mục sư thừa vừa rồi đánh cược hắn nhìn ở trong mắt biết vị trước mắt này nắm giữ hơn hai điểm chỉ cần nguyện ý phân cho hắn một điểm liền có thể trở thành học viên sinh mệnh được kéo dài sư huynh tại hạ hồ thanh là danh sư của thanh viễn đế quốc chỉ cần dư huynh chịu cho ta một điểm để ta thông qua khảo hạch về sau ta cam nguyện vì ngươi làm trâu làm ngựa báo đáp ân tình hắn cắn răng ôm quyền nói ân nói khép nép khẩn cầu mặc dù làm mất tôn nghiêm của danh sư nhưng chỉ cần có thể sống, khuất nhục lớn hơn nữa cũng có thể nhịn. Cho ngươi một điểm, ngươi tính là cái gì? Chương 1308, tặng điểm 2. Đang bởi vì thua Trương Huyền mà tức giận, nghe được gia hỏa không quen biết kia chạy tới xin điểm, dư thừa tức giận đến khuôn mặt trầm xuống. Hắn tổng cộng chỉ có hơn 2000 điểm, tuy không được mi trưởng lão yêu ái, nhưng vẫn có thể nhận được các trưởng lão khác chú trọng, cho ngươi, những người khác cũng tới xin, vậy phải như thế nào? một khi bắt đầu, trước đó vất vả, chẳng phải uổng phí sao. Ta, Hồ Thanh hơi đỏ mặt, chỉ cảm thấy da mặt bị đối phương xé rách, đầu lâu cúi xuống, khớp xương ngón tay bị siết trắng bệch, hít sâu một hơi, cắn răng quỳ rạp xuống đất. Chỉ cầu dư huynh cho một điểm, để ta qua ải là được, chỉ cần huynh đáp ứng, về sau để ta làm cái gì, ta cũng sẽ không cau mày. Một tiểu nhân vật hóa phàm tứ trọng hậu kỳ, ngay cả đỉnh phong cũng không đến, coi như muốn làm hạ nhân của ta cũng vô dụng cút nếu không có tin ta ném người đi hay không dư thừa nhướng mày nói cái ngoạn ý gì chứ nếu là cường giả hợp linh cảnh tới nói như vậy có lẽ hắn sẽ đáp ứng một tiểu gia hỏa không đến chọc thanh cảnh đỉnh phong liền muốn nói điều kiện với bản thân dựa vào cái gì điểm của mình là hao tốn vô số bảo vật thậm chí còn bị một linh thú hóa phàm thất trọng nhục nhã mới lấy được há có thể tùy ý tặng người không có điểm tích lũy là vì bản thân không có bản lãnh không có năng lực tự nhiên cũng không tư cách tiến vào học viện trở thành học viên trong đó không nên ở đây mất mặt xấu hổ phong ngô cũng đi lên nói so với trương huyền bọn họ không tính là cái gì nhưng so với càng nhiều danh sư đã đi tới phía trước nhất đáng giá kiêu ngạo cùng tự hào đúng vậy đi qua một bên không có điểm tích lũy còn kéo ra mặt đòi hỏi thật như vậy mà nói thì đây không phải danh dư học viện mà học viện ăn mày. Không có điểm tích lũy, chỉ có thể trách bản thân không cố gắng, không trách được người khác. Danh sư đường vô duyên với ngươi, đi thôi, đừng ở chỗ này làm mất tôn nghiêm của danh sư. Chung quanh có vài danh sư cũng khoát tay áo. Xin sỏ như vậy, thực sự tổn hại uy nghiêm của danh sư, truyền đi, chức nghiệp đệ nhất thiên hạ này, còn mặt mũi nào đi dạy truyền nhân, truyền thụ thiên hạ? không thông qua chính là không thông qua, nghi trưởng lão đã nói rõ quy định, tự nhiên không thể đánh phá. Ân, biết không còn hy vọng, Hồ Thanh đứng dậy, siết chặt nắm đấm, thân thể run rẩy. Trong chớp mắt này, hắn chỉ cảm giác tôn nghiêm của mình, bị thổi không còn một mảnh trong gió xuân, không còn lại chút nào. Mặc dù danh sư cao quý, nhưng người đều là ích kỷ. Chỉ cần có lợi ích tồn tại, liền có nhân tính, không có người có thể chân chính làm đến đại công vô tư. Được rồi. Lắc đầu, Hồ Thanh biết, coi như bỏ mặt mũi, cũng không có người cho hắn một điểm, đã như thế, còn không bằng giữ lại chút tôn nghiêm rời đi. Hô, đang muốn xoay người rời đi, chỉ nghe phía trên tiếng gió phần phật, thân ảnh của mi trưởng lão xuất hiện ở trên không trung, âm thanh vang vọng khắp nơi. Lần khảo hạch này, tổng cộng thông qua được 6.487 người, không có điểm tích lũy, cho thấy không cách nào thông qua khảo hạch, vô duyên với danh sư học viện vô duyên. Hơn hai vạn người không thông qua khảo hạch, sắc mặt đều trắng nhợt. Mặc dù sớm biết kết quả, nhưng chính tay nghe được mi trưởng lão nói, vẫn khó có thể tiếp nhận. Bất quá, mọi người không cần giàu dĩ, trương sư của huyến vũ đế quốc biết tin tức này, chuyên môn tới tìm ta, nguyện ý lấy ra điểm của mình, phân cho mọi người, để cho tất cả mọi người đều thông qua khảo hạch. Để danh sư đường chúng ta càng ngày càng cường đại, ta suy tư nhiều lần, cuối cùng gật đầu đồng ý. Nói cách khác, kể từ hôm nay, chư vị đều là tân sinh của danh sư học viện. Nghi trưởng lão vung tay lên, lấy điểm tích lũy của hắn cho chúng ta. Trương sư nguyện ý phân điểm của mình ra. Cái này, tất cả mọi người chấn động, Hồ Thanh ở một bên vẻ mặt càng trắng bệch, thân thể không ngừng run rẩy, nước mắt từ trên gương mặt chảy xuống. Hắn khẩn cầu người khác ban cho một điểm, thậm chí không tiếc quỳ xuống, lấy được kết quả lại là vô tình. Mà vị Trương sư kia, lại cam tâm tình nguyện lấy điểm của mình đưa cho mọi người, để cho tất cả mọi người qua ải. Đây mới là danh sư, lòng dạ rộng lớn, tâm niệm nhân tộc. Trương sư, cảm ơn. Toàn thân cứng ngắc, đầu gối lần nữa mềm nhũn, quỳ dạp xuống đất. Về sau, người chính là ân nhân của ta, để cho ta làm cái gì, ta sẽ làm cái đó, tuyệt không nhíu mày. Hồ Thanh cắn răng, lập ra lời thề. Lần này quỳ xuống, cam tâm tình nguyện. Cái này rất nhiều người không qua ải cảm kích trương sư, thân thể dư thừa, phong ngô thì nhoáng một cái, mắt tối sầm lại. Bọn họ mới vừa cự tuyệt một cái muốn xin điểm, tên này liền lấy ra điểm của mình, để cho tất cả mọi người qua ải. Đánh mặt có cần nhanh như vậy hay không? Có cần khoa trương như vậy hay không? Vội vàng nhìn bốn phía, chỉ thấy vô số tân sinh dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn qua, hình như đang nói, đồng dạng là danh sư, tranh lệch thật to lớn. Phốc, rốt cuộc nhịn không được, bệnh mới bệnh cũ cùng một chỗ phát tác, dư thừa phun ra một ngụm máu tươi. Phong ngô cũng cảm thấy mắt tối sầm lại, bị đả kích đến mất đi lòng tin. Cái này gọi là chuyện gì, vì sao chỉ cần nhắc lên quan hệ tới Trương Huyền, đều sẽ thành như vậy. Trương 1309, Lạc Nhược Hy 1 Được rồi, an bài bọn họ đi học viện ở lại, ngày mai bắt đầu lựa chọn lão sư. Nói xong sự tình, an bài các lão sinh dẫn tân sinh vào học viện ở lại, lúc này thân thể mi trưởng lão mới nhoáng một cái, trở lại tiểu đình. Trương sư, người không cần ở cùng bọn hắn, loại ký túc xá tập thể kia, là không cách nào tu luyện, trước cùng ta về học viện, ta an bài cho ngươi một chỗ ở đơn độc. Làm thập đại trường lão, có tư cách an bài một chỗ ở tốt nhất cho học sinh. Loại thiên tài tuyệt đỉnh như trương sư, tự nhiên không thể giống như những người khác, pha trộn ở trong ký túc xá. Đa Tạ Mi trưởng lão. Biết ý tứ của đối phương, Trương Huyền vội vàng ôm quyền. Bí mật của hắn quá nhiều, có thể ở riêng, tự nhiên là tốt nhất. Mạc Cao viễn lệnh lang ra thánh thú của mình tới, ba người đạp lên lưng thú, thẳng tắp bay về phía học viện. Chuyện bên này có rất nhiều lão sinh an bài, còn có bạch sư, không có gì cần lo lắng. Tốc độ của thánh thú cực nhanh, không lâu sau, liền thấy một sân trường to lớn xuất hiện ở trong tầm mắt. Hồng Viễn danh sư học viện, dung nạp 10 vạn danh sư, trong sân trường có hồ nước, sông núi, từ không trung nhìn xuống, tựa như một vương thành. Thậm chí vạn quốc thành của vạn quốc liên minh tới so sánh, cũng kém không chỉ một đoạn. Khó trách nói nơi này hội tụ không biết bao nhiêu thiên tài tuyệt đỉnh của đế quốc, chỉ từ diện tích, những tiểu vương quốc, đế quốc kia là không cách nào so sánh. Nơi này là khu tinh anh, mỗi niên cấp của học viện, danh sư ưu tú nhất mới có thể vào ở, ngươi cầm thủ lệnh của ta tìm phụ trách học viên an bài ở lại ta và mạc đường chủ đi trình bày sự kiện kia cho các trưởng lão khác chỉ chốc lát lang gia thánh thú ngừng lại ở trước mặt một phiến khu vực nguy trưởng lão dùng cổ tay lên một tấm lệnh bài rơi vào lòng bàn tay trương huyền tiếp nhận lệnh bài trương huyền cúi đầu nhìn phía dưới non xanh nước biếc vô số tiểu viện tinh xảo đứng sừng sững mỗi tiểu viện đều bố trí tụ linh trận linh khí vây quanh còn không có tiến vào liền cho người một loại cảm giác tinh thần sảng khoái, tinh lực dồi dào. Không hổ là khu tinh anh, quả nhiên không đơn giản. Nhìn thoáng qua, Trương Huyền không khỏi gật đầu. Những tụ linh trận này, cao cấp hơn trận bàn hắn khắc họa, tất cả đều đạt đến lục tinh, lại thêm đủ loại thủ đoạn, tu luyện ở đây, tốc độ tuyệt đối vượt xa địa phương khác. Xem ra, có thể ở lại nơi này, đều là thiên tài ưu tú nhất của học viện, nếu không coi như danh sư học viện cùng danh sư đường tài đại khí thô, cũng cung ứng không nổi. Vâng, ta đi xuống trước. Không nói thêm lời, nhảy xuống khỏi lưng lang ra thánh thú. Nghi trưởng lão cùng mà cao viễn thì liếc mắt nhìn nhau, thánh thú lóe lên, thẳng tắp bay tới đằng trước. Tin tức dị linh tộc quan hệ trọng đại, bọn họ chậm trễ không nổi. Mấy phút sau, hai người tới một mật thất. Gian phòng này, tổng cộng có 11 chỗ ngồi, mỗi một vị trí đều đại biểu thân phận chính là vị trí của thập đại danh sư cùng lão viện trưởng lúc trước. Trong gian phòng có trận pháp cường đại phong bế, bất kể thảo luận cái gì, cũng sẽ không tiết lộ ra. Khẩn cấp mời chúng ta tới, đến cùng có chuyện gì? Hai người mới vừa ngồi xuống, chỉ thấy mấy lão giả đẩy cửa đi đến, mỗi người đều cau mày. Lần trước khẩn cấp triệu hoán như vậy, là lão viện trưởng mất tích, lần này lại xảy ra chuyện gì, để mi trưởng lão cùng mặc đường chủ hưng sư động chúng như vậy ngồi trước đi, chờ tất cả mọi người đến lại nói. Nghi trưởng lão khoát tay áo. Mấy lão giả vừa mới tiến tới đồng thời gật đầu, ngồi xuống. Không đợi bao lâu, cửa phòng lần nữa đẩy ra, lại có mấy lão giả đi vào. Chỉ chốc lát, 11 chỗ ngồi đầy đủ. Nghi trưởng lão, mạc đường chủ, có chuyện gì mau chóng nói đi. Một lão giả dâu bạc trắng thoạt nhìn tuổi tác lớn nhất khoát tay áo. Ừm, nghi trưởng lão gật đầu, cổ tay khẽ đảo một ngọc tinh ghi chép xuất hiện trước khi ta nói mấy vị xem cái này một chút nói xong ngón tay điểm điểm một phế tích do chiến đấu lưu lại xuất hiện ở trước mặt mọi người thời điểm ở trên núi hắn liền ghi lại dấu vết mình thấy nhìn thấy phế tích trong ngọc tinh tất cả trưởng lão đều có chút kỳ quái có điều nhìn một hồi cả đám nhíu mày vẻ mặt trầm thấp đây là dị linh tộc chiến đấu lưu lại dấu vết tử dương tiền bối thế nào lão giả dâu bạc trắng nhịn không được mở miệng mọi người đồng loạt nhìn qua thân là thập đại trường lão danh sư lục tinh đỉnh phong mặc dù chỉ là nhìn dấu vết lưu lại trong ngọc tinh ghi chép nhưng vẫn có thể suy đoán ra hai bên chiến đấu là ai tử dương tiền bối mất tích nghi trưởng lão nói mất tích rất nhiều danh sư đồng thời sửng sốt ngay cả mạc cao viễn cũng không thể tin được trước đó nghi trưởng lão chỉ nói phát hiện tung tích dị linh tộc nhưng không nói tỉ mỉ coi như hắn cũng không nghĩ tới, tử dương thú bị dị linh tộc vây công, không rõ sống chết. Ừm, chuyện là như thế này. Nghi trưởng lão không dám giấu giếm, nói sự tình ước định với tử dương thú, cùng tình huống trên núi một lần. Dám đến Hồng Viễn Thành bắt tử dương thánh thú, thật là to gan. Nếu như không bắt những dị linh tộc này, mặt mũi của danh sư học viện chúng ta để ở nơi nào. Lão giả dâu bạc trắng khoát tay chặn lại, ánh mắt lấp lóe chương 1310, Lạc Nhược Hy 2. Thập đại danh sư, thống lĩnh toàn bộ học viện, từng người phân quản một viện, tựa như mi trưởng lão, không chỉ là học viện trưởng lão, còn là viện trưởng thuần thú viện. Mà vị lão giả dâu bạc trắng này, chính là viện trưởng vũ ký viện Cần Trường Thanh. Bây giờ không phải là vấn đề mặt mũi, mà là an toàn của tử dương tiền bối. Một trưởng lão nữ tính khẽ nói. Viện trưởng kinh hồng viện vệ nhiễm tuyết. Tử dương tiền bối, là thú sủng của lão viện trưởng, từng cùng chúng ta xuất sinh nhập tử, giết chết qua vô số dị linh tộc, công huân hiển hách, nếu xảy ra chuyện, về sau để cho chúng ta có mặt mũi nào đi gặp viện trưởng. Lại có mặt mũi gì tiếp tục ở chỗ này, đứng hàng thập đại danh sư. Đúng vậy, tử dương tiền bối an toàn không thể có vấn đề, hiện tại chúng ta không có đầu mối gì, không thể lỗ máng. Vi trưởng lão khoát tay áo. Hiện tại tốt nhất là mau chóng truy xét dò xét rõ ràng tung tích của tiền bối, nếu như còn sống, nghĩ biện pháp cứu ra, thật muốn bị giết, coi như đánh bạc tính mạng chúng ta cũng phải báo thù. Ta đồng ý, có điều, ta cảm thấy chuyện này tốt nhất là âm thầm tiến hành, một khi động tác quá lớn, rút dây động rừng, ta sợ sẽ rơi vào bẫy dập của đối phương. Đúng vậy, dị linh tộc ra tay với tử dương tiền bối, rất có thể sẽ ra tay với học viện chúng ta, lúc truy tra, tốt nhất cũng phải cẩn thận, tuyệt đối đừng trúng kế điệu hổ ly sơn của đối phương lại có hai vị trưởng lão nói các ngươi nói cũng chính là ta lo lắng ta sợ bọn họ cố ý lưu lại dấu vết chính là dẫn chúng ta mắc lừa nguy trưởng lão cau mày trên lôi viễn phong lưu lại dấu vết rõ ràng như thế hắn một mực lo lắng là âm mưu của dị linh tộc không dám coi thường làm bậy nếu không khẳng định dò xét khắp nơi làm sao có thể chờ tới bây giờ tử dương tiền bối trải qua vô số gian khổ Thực lực lại mạnh hơn chúng ta. Nếu như hắn cũng đỡ không nổi, coi như tìm tới, chỉ sợ cũng rất khó cứu hắn ra. Thương nhị một lát, trong lúc nhất thời cũng tìm không thấy đầu mối. Viện trưởng Đan viện mở miệng cắt ngang mọi người thảo luận. Mọi người gật đầu. Tử Dương Thánh thú là thánh giả nhất trọng đỉnh phong, cấp bậc tương đồng với bọn hắn, nhưng thân là thánh thú, sức chiến đấu vượt xa mọi người, ngay cả nó cũng không chống đỡ được, ngay cả cảnh báo cũng không được, đủ thấy đối thủ đáng sợ đối thủ cường đại như thế, thật muốn tìm tới, coi như là bọn họ lại có thể thế nào. Qua mấy ngày, mộc sư ở phong hào đế quốc sẽ đến, xác lập viện trưởng mới, đồng thời điều tra nguyên nhân cái chết của lão viện trưởng. Đến lúc đó, chúng ta có thể lặng lẽ báo cáo chuyện này, để hắn hỗ trợ dò xét. Đan viện viện trưởng nói, cái này, mọi người trần chờ gặp phải sự tình liền đăng báo, há không phải lộ vẻ thập đại danh sư bọn họ không có năng lực sao. Ta biết các ngươi lo lắng chuyện gì, nhưng có thể lặng yên không tiếng động vây khốn tử dương tiền bối, thực lực của đối phương đã vượt qua tưởng tượng của chúng ta, chuyện này nhất định phải đăng báo." Đan viện viện trưởng vung tay. Đan viện là đệ nhất viện của danh sư học viện, cùng là thập đại danh sư, cường độ hắn nói chuyện rõ ràng cao hơn những người khác. "Cũng tốt." Mọi người gật đầu, đang muốn tiếp tục thương nghị phía dưới nên làm như thế nào, chỉ thấy Đan viện viện trưởng lật tay một cái một ngọc phù đưa tin xuất hiện ở trong lòng bàn tay, cúi đầu nhìn thoáng qua, lông mày dương lên. Mọi người đi theo ta, mộc sư đã đến. Đã đến, làm sao nhanh như vậy? Không phải nói còn có mấy ngày sao? Cao nhân tiền bối làm việc, chúng ta không hiểu rõ, các người quên, hơn một tháng trước, liền nói có thể tới, kết quả qua thật lâu cũng không có trở đến. Cũng phảo, mọi người đều kỳ quái. Vị mộc sư phong hào đế quốc tới, hơn một tháng trước liền nói từ tổng bộ đi ra, kết quả trái chờ phải chờ không thấy, mới vừa nói qua mấy ngày, kết quả hiện tại đã đến. Quá ngoài dữ liệu của người khác. Trong tiếng nghị luận, mọi người đi ra ngoài, đi tới đại sảnh trưởng lão hội, quả nhiên thấy một lão giả dâu bạc trắng, ngồi ngay ngắn trong đó, mà cách hắn không xa còn ngồi một người, là nữ tử chừng 20 tuổi. Mộc sư, đi vào phòng, mọi người ôm quyền, thần thái cung kính. Vị mộc sư này, là danh sư thất tinh, nhân vật đỉnh phong chân chính, liền xem như bọn họ cũng không dám có chút bất kính. Ừm, ta trước giới thiệu cho các người một chút, vị này là Lạc sư, là một vãn bối của ta, đã đến Lục Tinh, muốn tới đây dạy thay rèn luyện, khả năng còn làm phiền mọi người, hỗ trợ an bài một chút. Mục sư đứng dậy, chỉ nữ tử bên người giới thiệu. Vãn bối. Mọi người sướng sờ, đồng loạt nhìn về phía nữ tử, chỉ thấy nàng đứng dậy nhìn các danh sư thi lễ. Nhược hy gặp qua chư vị trưởng lão. Nữ tử ôm quyền. Danh sư lục tinh, nhỏ như vậy liền đạt đến lục tinh. Mọi người đều sững sờ. Vị lạc nhược hy này thoạt nhìn chẳng qua chừng 20 tuổi, liền thành công khảo hạch danh sư lục tinh, thân thế cùng địa vị có thể nói kinh khủng. Xem ra mộc sư nói nàng là hậu bối của hắn, hơn phân nửa cũng là nói dối chỉ bằng vào danh sư thất tinh, rất khó bồi dưỡng được một vị danh sư lục tinh chừng 20 tuổi. Đoán chừng là hậu bối của một vị thánh nhân nào đó, đặc biệt tới đánh bóng lịch luyện. Cũng chỉ có loại gia tộc này mới có thể nuôi dưỡng được thiên tài như thế. Loại sư tình này trước kia cũng không phải chưa từng xảy ra. Lạc sư tuổi còn trẻ liền có loại thành tựu này, để cho chúng ta xấu hổ, như vậy hiện tại ta liền an bài, không biết ngươi am hiểu cái gì, muốn đi viện hệ nào. Đan viện viện trưởng cười nói: "Chương 1311, khu tinh anh 1. A, à, không phải các ngươi mới vừa tuyển nhận học sinh sao? Ta thấy không bằng để cho nàng mở lớp giảng bài, thuận tiện thu chút học sinh không tệ." Mộc sư vội nói: "Cái này." Đan viện viện trưởng sửng sốt một chút, nhẹ gật đầu. "Cũng được. Dựa theo đạo lý, lão sư mới tới là không có tư cách mở đường giảng bài, nhưng Mộc sư tự mình mở miệng, đáp ứng cũng không có gì nhiều nhất phiền toái một chút. Hơn nữa, hắn càng như vậy, mọi người càng thêm nhận định suy đoán trong lòng. Nếu như không phải hậu bối của thánh nhân quý tộc, làm sao có thể hưởng thụ đãi ngộ như thế? Nếu như vãn bối bình thường, tiện tay quang ra liền xong, không có khả năng trịnh trọng bàn giao, mấu chốt nhất là, vị lạc nhược hy lạc sư này còn đương nhiên, mang theo hương vị lạnh nhạt. Loại trừ đại gia tộc chân chính, tuyệt không có khả năng bồi dưỡng được thái độ như thế. Mục sư, An bài xong, lạc sư có thể là thánh nhân quý tộc tới thí luyện, tất cả trưởng lão đi tới trước mặt mục sư, nói sự tình dị linh tộc một lần. Trước đó ta còn đang suy nghĩ, bất kể xác lập ai làm viện trưởng mới, các ngươi khẳng định đều không phục, cũng bất lợi cho quản lý, nhưng ra sự tình này. Mục sư do dự một chút nói: "10 người các ngươi, ai tìm được tử dương thú trước, lại cứu nó ra, được nó công nhận, người đó là viện trưởng đời tiếp theo." Thập đại danh sư mặc dù từng người trưởng quản một viện nhưng trong lòng khẳng định cũng có tương đối nếu không không có khả năng lão viện trưởng mất tích lâu như vậy cũng không có xác lập viện trưởng mới trước đó được lệnh tới xác lập tân viện trưởng hắn cũng có chút đau đầu ra việc này cũng tốt chỉ cần ai có thể tìm được tử dương thú đạt được nó công nhận người đó là tân viện trưởng công bằng công chính ai cũng nói không được cái gì cái này được mọi người từng người nhìn nhau trần chờ một lát Đồng thời gật đầu. Chuyện này vừa vặn phát sinh, lại nói cũng rất khó giải quyết, chỉ có chân chính giải quyết mới có thể cho thấy bản lĩnh. Nếu như những người khác làm không được, mà một người bên trong làm được, quả thực có tư cách cùng năng lực hiệu lệnh người khác. Nếu không, ai cũng không phục ai, danh sư học viện vẫn chia rẽ. Bên này nghênh đón mục sư, Trương Huyền thì đi đến vị trí trung tâm của khu tinh anh. Nghi trưởng lão lo lắng trở về thương nghị sự tình dị linh tộc không có rảnh an bài hắn ở nơi nào, chỉ có thể tự mình đi tìm. Những biệt viện này, càng đi về phía trước đẳng cấp càng cao, nếu như không đoán sai, lòng đất khẳng định có một linh mạch to lớn, càng đi về phía trước, khoảng cách càng gần, linh khí càng đầy đủ, trên việc tu luyện liền càng thêm mau lẹ. Chậm rãi đi về phía trước, cảm thụ linh khí chung quanh biến hóa, Trương Huyền âm thầm cảm khái. Đồng dạng một hàng tiểu viện cũng có khoảng cách, chỉ sợ là tiền bối học viện ở phía dưới bố trí một tụ linh trận, nhiều năm trước tới nay, dưỡng thành một linh mạch lợi hại. Tiểu viện càng đi về phía trước, càng đến gần hạch tâm linh mạch, tu luyện ở loại địa phương này, tất nhiên làm ít công to, tấn cấp nhanh chóng. Nhưng coi như nơi này linh khí hùng hậu, đối với hắn, cũng không có gì có thể động tâm, hắn tu luyện dùng là linh thạch, coi như linh mạch linh khí lại hùng hậu, cũng đâu có thể so vượt qua thứ này. Dù sao mới vừa nhận được không gian giới chỉ của dư thừa, Phong ngô, cái đồ chơi này không ít, còn không siêu tập đến thiên đạo công pháp tiếp theo, không cần phải lo lắng. Do đó, tiểu viện trước hay sau, với hắn không có gì đáng ngại, chỉ cần yên tĩnh là được. Đi một hồi, một kiến trúc cao lớn xuất hiện ở trước mắt. Vừa rồi mi trưởng lão để hắn tới đây đưa tin, sau đó mới có thể ở khu tinh anh, nhận lấy một tiểu viện. Dọc theo thềm đá đi vào. Trong đại sảnh không có người nào, chỉ có mấy lão sinh ngồi ở bên trong, dường như đang thảo luận nan đề trên việc tu luyện. Ta cảm thấy Tề Bắc trưởng, chân khí có lẽ từ bên trái lên, dừng lại phía bên phải, như vậy mới có thể để cho lực lượng ở trong thể nội vận chuyển một tuần hoàn, phát huy ra uy lực lớn nhất. Ta không cảm thấy như vậy, bộ pháp quyết này, nếu đơn giản như vậy, cũng không đến mức để chúng ta nhiều ngày như vậy cũng không thể lĩnh ngộ, khẳng định có vấn đề khác. Lão sư chuyên môn giảng giải qua, bộ trưởng pháp này ngang nam tiến bắc, ta cảm thấy có quan hệ tới phương hướng. Mấy người vừa thảo luận vừa cau mày. Có thể tới đây học, thấp nhất cũng là danh sư tứ tinh đỉnh phong, mấy vị trước mắt này, mặc dù không biết là lớp mấy, lại đều cho người cảm giác thực lực hùng hậu. Bởi vì dưới tình huống không vận chuyển chân khí, không sử dụng minh lý chi nhãn, coi như Trương Huyền cũng không biết sâu cạn, có điều hẳn là sẽ không vượt qua kiều thiên cảnh. Chư vị học trưởng thấy mấy người trò chuyện tập trung tinh thần, không chú ý hắn đi tới trước mặt, Trương Huyền cười cười, ôm quyền nói: Ngươi là, nghe được lời nói, mọi người mới phản ứng được, nhìn thấy một khuôn mặt mới, tất cả đều nhớ mày. Bọn họ là học viên mỗi năm khảo hạch đếm ngược, bị trường học xếp tới các địa phương chịu trách nhiệm quét dọn, hậu cần. Nơi này là khu tinh anh, học viên có thể tiến vào, đều là thiên tài siêu cấp, loại người này chuyên tâm tu luyện cũng ngại thời gian không đủ, tự nhiên không công phu quét dọn gian phòng, nấu cơm giặt rũ, mà những người khảo hạch rớt lại phía sau, sẽ phụ trách những sự tình này chăm sóc thiên tài, thứ nhất là ma luyện, thứ hai, cũng giúp bọn họ kết nhân duyên, về sau rời học viện, có thể sẽ có tiền đồ tốt. Chính vì vậy, người khu tinh anh toàn bộ đều biết, vị này rõ ràng là khuôn mặt mới. Ta là học sinh mới của năm nay, mi trưởng lão để ta ở chỗ này, mong mấy vị thay an bài. chương 1312, khu tinh anh 2 Nhẹ nhàng cười một tiếng, cổ tay Trương Huyền khẽ đảo, lấy ra lệnh bài của mi trưởng lão. Mi trưởng lão, mấy người xứng sờ, vội vàng đứng lên. Mi trưởng lão, là thú viện viện trưởng, càng là thập đại danh sư, hắn tự mình sắp xếp, bọn họ xem như lão sinh, cũng không dám thất lễ. Tiếp nhận lệnh bài trong tay đối phương, nhìn kỹ một lần, xác nhận không sai, một thanh niên hơi lớn tuổi ôm quyền nói. Vị học đệ này xin chờ một chút, chúng ta thương nghị xong liền dẫn ngươi đi qua. Nói xong mấy người đi qua một bên. Khu tinh anh vị trí khác biệt, có thuyết pháp rất lớn, an bài không tốt, rất dễ dàng chọc phiền phức. An bài như thế nào, an bài đến nơi nào, là học vấn rất lớn. Có thể được mi trưởng lão tự mình an bài, chắc hẳn vị học đệ này thiên tư bất phàm, đúng lúc học đệ vị thứ nhất ở đinh khu, vừa vận thi vào năm thứ hai, vị trí dọn ra, hoàn toàn có thể để cho hắn vào ở vị thứ nhất đinh khu, không tệ. Một lão sinh gật đầu tinh anh phân chia làm bốn khu vực giáp, ất, bính, đinh, đối ứng năm thứ tư, năm thứ ba, năm thứ hai cùng năm nhất, vị trí càng đến gần trước, thì càng gần hạch tâm linh mạch, vị trí cũng càng tốt. Mặc dù người trước mắt là tân sinh, nhưng lại được nghi trưởng lão tự mình an bài, loại đãi ngộ này, ở trong năm nhất tuyệt đối được cho là hàng đầu, hoàn toàn có tư cách vào ở vị trí thứ nhất. Vừa tới đã vào vị trí đó, không tốt lắm đâu. Có người đồng ý, cũng có người phát đối. Đúng vậy, vị trí kia, mặc dù trình Việt đi, nhưng mấy cái phía sau một mực nhìn chằm chằm, vừa tới học viện, liền được an bài vào, ta sợ những tên kia không phục. Lại một lão sinh nói, danh sư tứ tinh đỉnh phong, liền có thể thi vào danh sư học viện, nhưng muốn trở thành danh sư ngũ tinh, đi vào năm thứ hai, liền không biết cần bao nhiêu năm. Bình thường thì 10 năm là một cửa ải. Nói cách khác, danh sư năm nay thi vào học viện, mặc dù đã là tứ tinh đỉnh phong, nhưng muốn trở thành danh sư ngũ tinh, ít nhất cần phải hao phí 10 năm. Từ tứ tinh đến ngũ tinh, không chỉ tu vi gia tăng, còn cần tâm cảnh khắc độ, ánh mắt hiểu biết, đều có tăng tiến, nhất là phụ tu chức nghiệp, không chỉ nhiều một môn, còn cần toàn bộ đều đến ngũ tinh mới được. Chỉ loại này, liền không biết vây chết bao nhiêu thiên tài. Nguyên nhân chính là như thế, danh sư thi đấu mới 10 năm một lần, chưa hề sửa đổi. 10 năm qua, học viện không chỉ dựa vào danh sư thi đấu tuyển nhận tân sinh, cũng có nửa đường cắm vào, thật giống như huyễn vũ đế quốc diệp tiền. Nhưng bất kể thế nào, không tấn cấp ngô tinh, liền không cách nào vào năm thứ hai. Vị trí thứ nhất đinh khu, một mực bị học viên năm nhất trình Việt chiếm cứ, năm nay vừa vận thành công khảo hạch danh sư ngô tinh, vị trí liền chống ra. Mặc dù giống, nhưng trước đó rất nhiều danh sư ở phía sau, cả đám đều muốn vào, do đó để một tân sinh mới vừa tới vào chú, rất dễ dàng gặp phải những người khác bài xích. Vậy thì có cái gì, mi trưởng lão an bài, coi như không phục lại có thể thế nào. Dù sao sự tình nhức đầu kia cũng không phải của chúng ta, đúng lúc có thể nhìn xem trình độ của vị tân sinh này như thế nào, lại có thể để cho mi trưởng lão tự mình ban cho lệnh bài. Lão sinh thứ nhất cười nói. Cũng đúng. Mọi người đồng thời gật đầu. Thương nghị xong xuôi, mấy người tới trước mặt Trương Huyền, chúng ta đã sắp xếp ổn thỏa chỗ ở cho ngươi, mời tới bên này. Nói xong dẫn đường, Trương Huyền cũng không cự việt, theo sát ở phía sau. Chỉ chốc lát liền đi tới trước một tiểu viện. Nhìn chung quanh một vòng, Trương Huyền hài lòng gật đầu. Cái biệt viện này nằm ở phía trước nhất, linh khí đầy đủ không nói, trọng yếu nhất là yên tĩnh, chỉ cần tùy tiện bố trí trận pháp, giết chết tử dương thú, bên ngoài cũng không phát hiện được. Trương Sư, người ở chỗ này, đây là chìa khóa. Lão sinh mở cửa, đưa chìa khóa tới. Trên đường tới, mấy người cũng biết tên của thanh niên này, xương hô từ học đệ đổi thành trương sư. Đa tả, trương huyền nhẹ gật đầu, đang muốn tiến vào, chỉ thấy một thanh niên đi tới trước mặt, vẻ mặt có chút khó coi nhìn qua. Hoàng Hưng, chủ đồng, các người có ý tứ gì? Ta hỏi các người thật nhiều lần, lại không cho ta chìa khóa, đây là ai? Dựa vào cái gì cho hắn? năm nhất lúc nào tới người như vậy, ngay cả ta cũng chưa từng nghe qua. Vừa đến liền muốn vào ở, người cho rằng ngươi là trình Việt. Ngay sau đó, lại có hai người tới, một nam một nữ, đều mặc trang phục danh sư tứ tinh, trên mặt không vui nhìn về phía Trương Huyền. Bọn họ chính là lão sinh năm nhất ở biệt viện thứ hai, thứ ba, thứ tư của Đinh Khu, sớm ngấp nghé vị trí số một này đã lâu rồi. Vào ở nơi này, không chỉ linh khí hùng hậu, còn biểu thị ra thân phận năm nhất đỉnh phong, được mọi người chú ý. Vốn trình Việt rời đi, ba người bọn họ cảm thấy, khẳng định có một người có thể đi vào, không nghĩ tới đám người Hoàng Hưng lại mang tên này đến. Người này là ai vậy? Từ nơi nào xuất hiện, không nói hai lời, cũng không cần mặt vào ở, người có biết vị trí này đại biểu cái gì không? chương 1313, ba đại thiên tài tìm phiền toái một. Mấy vị xin bất giận, trương sư cũng không phải là ta an bài, mà là mi trưởng lão tự mình bàn giao. Lão sinh tên Hoàng Hưng thấy ba vị này tới chất vấn, vội vàng giải thích. Mi trưởng lão, ba người xứng sờ, tân sinh năm nhất, có tư cách gì để một trong thập đại trường lão mi trưởng lão tự mình bàn giao? Ta bất kể có phải là trưởng lão bàn giao hay không, muốn ở chỗ này, đầu tiên phải có năng lực vượt qua chúng ta, nếu không, không chỉ ta không phục, tất cả học viên năm nhất đều không phục. Vị bằng hữu này, có dám tỉ thí với ta một chút hay không? Thanh niên thứ nhất khẽ nói. Khu tinh anh có quy củ của khu tinh anh, dựa vào thực lực tuyệt đối cùng năng lực tuyệt đối mới có thể vào ở, không có trình độ này, đừng nói mi trưởng lão, coi như thập đại trưởng lão liên hợp ban bố mệnh lệnh, cũng không có người phục. Trương sư, vị này gọi ngô thiền, xếp thứ hai niên cấp thi đấu lần trước, tu vi sớm đã đến kiều thiên cảnh đỉnh phong, nhưng mà tâm cảnh khắc độ còn chưa đến, không có cách nào tấn cấp danh sư ngô tinh. Cách đó không xa một lão sinh mang Trương Huyền tới, lặng lẽ truyền âm. Niên cấp thi đấu. Trương Huyền kỳ quái. Thời điểm ở Thiên Huyền Vương Quốc, hắn là lão sư, giảng dạy học sinh trải qua niên cấp thi đấu, các loại phiền toái, hiện tại biến thành học viên, chẳng lẽ cũng cần trải qua cái này. Hơn nữa cái tỉ thí này, khẳng định không giống lúc trước A. À? Dù sao ở đây đều là danh sư, mà không phải người tu luyện đơn thuần. Đúng vậy, hàng năm mỗi niên cấp đều có một cuộc tỉ thí, sau đấu các loại năng lực của danh sư, chỉ có người đứng ở đỉnh phong nhất mới có tư cách ở chỗ này. Thấy hắn không biết, thanh niên kia tiếp tục giải thích. Trương Huyền hiểu được, đây giống như danh sư thi đấu. Hàng năm, toàn bộ niên cấp đều phải tỉ thí một lần, đồng thời tiến hành bài danh, dùng cái này khích lệ học viên tiến bộ. Nhìn mấy người kia thái độ như thế, hẳn là nhìn thấy bản thân ở tiểu viện số 1, sinh lòng không phục. Cũng khó trách, bọn họ đều là lão sinh không biết bao nhiêu năm, nếu để cho một tân sinh mới vừa vào học đoạt thứ nhất, còn mặt mũi nào đi gặp những người khác. Rõ ràng những chuyện này, hắn mỉm cười, nhìn về phía ngô thiền. Muốn so với ta, không biết người muốn so cái gì. Mặc dù muốn điệu thấp, nhưng hắn cũng không sợ sự tình. Không cho đối phương chút giáo huấn, trực tiếp đi vào tiểu viện, chỉ sợ về sau sẽ có người liên tục không ngừng khiêu chiến, cực kỳ phiền phức, còn không bằng giải quyết một lần. Đều là danh sư, vốn nên dùng thủ đoạn của danh sư giải quyết, có điều, như vậy khá phiền toái, chúng ta làm đơn giản thôi, dùng thực lực định thắng thua. Ngô Thiền nhẹ nhàng cười một tiếng. Danh sư thủ đoạn quá nhiều, tỉ thí từng cái cực kỳ dườm ra, không bằng trực tiếp dùng nắm đấm tới giải quyết. Thực lực, không sai, chúng ta không chỉ là danh sư, cũng là võ giả, chỉ cần ngươi có thể ở trên thực lực thắng được ta, ở chỗ này ta không câu oán hận nào ngô thiền nói a hát trương huyền gật gật đầu quay đầu nhìn về phía hai người còn lại các ngươi thì sao muốn so cái gì ta ta muốn cùng ngươi so sư ngôn thiên bẩm nữ học viên kia nhướng mày vị nữ học viên này cũng không biết sửa lại danh sư bào của mình hay lượng thân chế tác lộ ra cực kỳ vừa người phòng eo xinh đẹp hiển lộ ra bất kể dung mạo hay dáng người đều không tệ lắm nhưng so với đám người lạc thất thất ngọc phi nhi liền kém xa lắc chỉ có thể coi là trung thượng dù vậy ở trong quần thể danh sư nam nhiều nữ ít vẫn như cũng rất được chú ý nàng là tên thứ ba trong niên cấp thi đấu nhiễm tiêu tiếu thanh niên tiếp tục truyền âm một cái khác thứ tư tiêu nam trương huyền gật đầu nhìn về phía người cuối cùng Người thì sao ta cũng không phiền toái như vậy cùng ngươi tỉ thí thực lực tiêu nam nói được rồi. Thấy hai cái muốn tỉ thí thực lực, một cái muốn tỉ thí sư ngôn thiên bẩm, Trương Huyền xoa xoa mi tâm, nhìn về phía nữ danh sư nhiễm tiếu tiếu. Như vậy, ta cũng không lấn các ngươi, nhiễm tiếu tiếu đúng không, ngươi thay ta ra tay, giáo huấn hai người bọn họ một trầu. a à, ta thay ngươi ra tay, còn giáo huấn bọn họ. Nhiễm tiếu tiếu sững sờ. Tên này không phải là điên chứ. Ba người mình chuyên môn chạy tới giáo huấn hắn, muốn tỉ thí với hắn, hắn lại muốn để mình ra tay đối phó hai người khác. Đây không phải nằm mơ sao. Ngô Thiền, Tiêu Nam cũng sướng sờ, giống như nhìn thằng đần nhìn qua. Vốn cho rằng có thể để cho mi trưởng lão tự mình hạ lệnh, tên này có bản lĩnh hơn người gì, không nghĩ tới lại là gia hỏa chỉ biết khoe pháo. Nhiễm tiếu tiếu cùng bọn hắn đi tới, làm sao có thể ra tay. Không sai, chân khí trong cơ thể ngươi nghịch hướng lưu chuyển, khó mà đột phá hai huyệt vị tử vi, ưng đài, tích lũy đến bây giờ không sai biệt lắm đã 3 tháng, có phải cảm thấy toàn thân có chút ngứa hay không? Audio điện tử võ tấn bền. Trương Huyền nhẹ nhàng cười một tiếng. Mặc dù đối phương không thi triển võ kỹ, nhưng tu vi không qua kiều thiên cảnh, không bằng bản thân, minh lý chi nhãn hoàn toàn có thể thấy được chỗ mấu chốt. Ngươi, ngươi. Chương 1314, ba đại thiên tài tìm phiền toái khai đôi mắt thanh tú của nhiễm tiếu tiếu trợn tròn. Nàng ở ba tháng gần đây, quả thực là tu vi khó tiến, hai huyệt đạo tử vi, ưng đài bị ràng buộc, ở dưới trầm thích toàn thân ngứa ngáy, thống khổ không chịu nổi. Đến, ta nói, ngươi làm, liền có thể nhẹ nhõm phá giải. Không để ý tới nàng khiếp sợ, thân sắc của Trương Huyền lạnh nhạt nhìn qua. Sở dĩ hai huyệt đạo này không cách nào đột phá, là bởi vì phương thức vận chuyển chân khí của ngươi không đúng, hiện tại nghe ta phân phó, dồn khí tuệ hải, đi khắp. Mới mở miệng, nói liên tục mười mấy huyệt vị. Nghe được hắn nói huyệt vị, nhiễm tiếu tiếu đang cảm thấy có chút trần chờ có nên thử một chút hay không, liền cảm thấy mấy chỗ huyệt đạo kia bỗng nhiên nhảy lên, chân khí trong cơ thể không tự chủ được vận chuyển. Đây là, sư ngôn thiên bẩm, nguy rồi. Sắc mặt trắng nhợt, suýt chút nữa khóc lên. Nàng nói muốn cùng đối phương so sư ngôn thiên bẩm, kết quả còn chưa bắt đầu chuẩn bị, đối phương cũng đã bắt đầu, không nên chơi người như thế a. À. Đang muốn cưỡng ép khống chế lại chân khí trong cơ thể vận chuyển, không bị mê hoặc, đột nhiên cảm thấy Tử Vi, ưng đài quả nhiên nhẹ hơn không ít, bất cứ lúc nào cũng sẽ giải khai. Cái này, con mắt chấp chấp, Chẳng lẽ đối phương nói là sự thật, vận chuyển chân khí như vậy, thật có thể phá giải ràng buộc 3 tháng qua không cách nào đột phá. Nghĩ đến nơi này, nàng không áp chế chân khí trong cơ thể vận chuyển, nghiêm mặt dựa theo lời nói của đối phương ầm âm, Thời gian qua một lát, đã cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, ràng buộc biến mất, khí tức cả người trở nên càng mạnh hơn. Tốt lắm, đi tỉ thí với bọn hắn đi. Trương Huyền khoát tay áo. Vâng, ở dưới sư ngôn thiên bẩm, hắn nói chính là sư ngôn, không được vi phạm, nhiễm tiếu tiếu hơi dương tú nghi, vò tới ngô thiền cùng tiêu nam. Ta hóa, người con mẹ nó. Hai người đang chờ luận võ với trương sư, chỉ thấy nhiễm tiếu tiếu lao đến, nào còn không biết chuyện gì xảy ra, cả đám suýt chút nữa ngất đi, chửi ầm lên. Danh sư khác tỉ thí, đều là thăm dò lẫn nhau, tiên lễ hậu binh, tên này ngược lại tốt, vừa đến không nói hai lời, trước mê hoặc một cái lại nói. Nhưng nhiễm tiếu tiếu đã dám so sư ngôn thiên bẩm, nói rõ tâm cảnh khác độ cực cao, tâm cảnh khác độ cao như vậy, vẫn bị đối phương một lời đánh phá, nói rõ hắn tất nhiên có thủ đoạn vượt qua thường người. Hừ, Ngươi cho rằng mê hoặc nhiễm tiếu tiếu liền có thể thắng được chúng ta, chúng ta ở đây mấy năm, giao thủ không dưới mấy chục lần, sớm đã rõ công pháp chiêu số của nàng như lòng bàn tay. Hừ nhẹ một tiếng, thân ảnh của ngô thiền nhanh như thiểm điện, nhẹ nhõm tránh thoát nhiễm tiếu tiếu công kích. Ba người bọn họ theo thứ tự là vị trí 2, 3, 4 của niên cấp thi đấu, bình thường chiến đấu không dưới mấy chục lần, đối với chiêu số của từng người, đều rõ như lòng bàn tay, muốn mượn sư ngôn thiên bẩm vượt qua hai người bọn họ tuyệt đối không thể. Ngô Thiền, ta cuốn lấy nhiễm tiêu tiếu, người đi giáo huấn tên kia. Tiêu Nam cũng khẽ nói. Được, gật gật đầu, Ngô Thiền đang muốn lao tới, liền nghe thanh niên cách đó không xa nhàn nhạt, nhạt nói. Dạ vũ liên giang nối hàn sơn phiêu tuyết nối xương diệp hoa hồng. Thanh âm nói nhanh không nhanh, nói chậm không chậm, cực kỳ êm tai. Dạ vũ liên giang, hàn sơn phiêu tuyết cùng xương diệp hồng hoa, đây đều là võ kỹ chiêu số bọn họ tu luyện lâu nhất, dựa theo tình huống bình thường, mấy chiêu này là không thể liên tiếp cùng một chỗ. Nhưng chẳng biết tại sao, đối phương nói một chút, trong lòng lập tức có cảm giác trôi chảy, khó mà khống chế, lập tức liền muốn thi triển ra. Không được, không thể trúng chiêu số của đối phương. Biết thật muốn thi triển, sẽ giống như nhiễm tiếu tiếu khống chế không nổi, biến thành vật thí nghiệm để đối phương, khuôn mặt ngô thiền dữ tợn, cắn chót lưỡi dưới đau nhức kịch liệt lập tức cảm thấy thanh tỉnh hơn rất nhiều lập tức nghe được thanh âm ba 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 liên tiếp chỉ thấy nhiễm tiêu tiếu thi triển mấy chiêu này tiêu nam đã bị đánh thành đầu heo cái này giật nảy mình trong mắt ngô thiền sắp rơi ra coi như thực lực tiêu nam không bằng nhiễm tiêu tiếu nhưng muốn một chiêu liền bại cũng không có khả năng bây giờ bị đánh thảm như vậy chỉ có một khả năng chính là mấy chiêu liên tiếp kia không những có thể thi triển ra Uy lực còn cực kỳ cường đại. Nếu không, không có khả năng gia hỏa thực lực không kém mình nhiều, mấy tức công phu liền đánh thành như vậy. Ta không tin, càng nghĩ càng thấy kỳ quái, cổ tay cuồn cuộn, thẳng tắp phọt tới Nhiễm Tiêu Tiếu. Hắn hết sức quen thuộc mấy chiêu này, nhìn đối phương thi triển ra, lập tức rõ ràng nên chống lại như thế nào, có điều, chẳng biết tại sao, đối phương thi triển ra lại như quỷ mị, để cho người ta khó lòng phòng bị. Dựa vào thực lực bản thân, liên tục tránh né mấy chiêu, trên đầu đã ứa ra mồ hôi lạnh. Rất hiển nhiên, nhiễm tiếu tiếu ở dưới đối phương chỉ điểm, tu vi đã tiến nhanh, ngay cả hắn cũng có chút không địch lại. Một ngôn sư thiên bẩm, liền để thực lực nhiễm tiếu tiếu gia tăng nhiều như vậy. Chẳng lẽ, mấy chiêu tổ hợp kia thật có thần kỳ như vậy? Mặc kệ, thử một chút. Lui về phía sau một bước, nhảy ra vòng chiến đấu, cắn răng, ngô thiền cũng dựa theo chiêu số thanh niên nói, núi liền thi triển. Phốc, mới vừa thi triển đến chiêu thứ ba, liền cảm thấy chân khí trong cơ thể lay động, hoàn toàn nghịch chuyển, sắc mặt cả người trắng nhợt, phun ra một ngụm máu tươi. Ba ba ba. Nhiễm Tiếu Tiếu đi lên phía trước, hai tay đập hắn té xuống đất. Cái này, vốn cho rằng đánh bại tên này còn cần thời gian nhất định, không nghĩ tới dễ dàng như vậy, Trương Huyền hơi nghi hoặc gãi đầu một cái, tràn đầy không hiểu. Nhiễm Tiếu Tiếu mở ra hai tử vi, ưng đài lại là nữ sinh, dùng những chiêu số này không có vấn đề gì, tên này làm gì. Dùng chiêu số linh tinh như thế, rất dễ dàng tẩu hỏa nhập ma nha. chương 1315, khí Việt 1 Phó kỹ, mỗi một bộ đều có quy tích cùng phương pháp vận chuyển chân khí của mình, rất nhiều chiêu số, coi như có thể thi triển, cũng không phải tùy tiện dùng linh tinh. Thật giống như người có thể đánh quyền phía bên trái, cũng có thể đánh quyền phía bên phải, nhưng để người phía bên trái còn không có đánh xong, liền công kích phía bên phải cơ bắp rất dễ dàng bị hao tổn chân khí đảo nghịch hiện tại ngô thiền chính là loại tình huống đó vừa rồi trương huyền chỉ điểm nhiễm tiếu tiếu mấy chiêu là kết hợp hai huyệt vị tử vi ưng đài mới vừa phá vỡ lại thêm nàng là thể chất nữ tử thân thể mềm mại có thể trong nháy mắt phát huy sức chiến đấu vượt qua bình thường để cho người ta khó lòng phòng bị ngô thiền lại không phá vỡ hai huyệt vị này lại là nam nhân ta chỉ điểm nhiễm tiếu tiếu người học theo cái gì cái này tốt, còn chưa kịp chiến đấu, bản thân liền luyện phế mình. Tự nhiên không phải là đối thủ. Nếu như để cho Ngô Thiền biết ý nghĩ hiện tại của hắn, khẳng định sẽ khóc lên. Sư ngôn thiên bẩm của ngươi cường đại như vậy, tâm cảnh khắc độ của ta vốn yếu, lại thêm nhiễm tiếu tiếu ra chiêu uy lực mạnh như vậy, coi như ta là danh sư nửa bước ngô tinh, cũng không chống nổi nghi ngờ, muốn thử một chút. Nhìn thấy ba thiên tài tìm phiền toái, hai cái nằm xuống, một cái lấy trương sư như thiên lôi sai đầu đánh đó, trong mắt đám người hoàng hưng sắp rơi xuống. Đây cũng quá khoa trương đi. Vị trí 2, 3, 4 của niên cấp thi đấu, chạy tới tìm phiền toái, kết quả nói mấy câu, liền để bọn hắn đánh một mất một còn, toàn bộ lạc bại. Coi như tận mắt thấy, cũng giống như đang nằm mơ. May mắn, vừa rồi không tìm tên này phiền phức, nếu không chỉ sợ nằm dưới đất sẽ là bọn họ khó trách có thể để cho mi trưởng lão tự mình an bài, quả thực có bản lĩnh này. Được rồi, các người an bài ba người bọn hắn một chút đi. Thấy nhiễm tiếu tiếu đánh bại đối thủ bao nhiêu lần cũng không thể đánh bại, vẻ mặt hưng phấn, Trương Huyền biết ở lại chỗ này cũng không có ý nghĩa gì, khoát tay áo. Thực lực của hắn bây giờ, đã đến kiều thiên cảnh đỉnh phong, ra tay đối phó những học viên năm nhất này, có chút lấy mạnh lấn yếu, truyền đi, cũng không phải vẻ vang gì. Đẩy cửa đi vào biệt viện, lập tức cảm thấy linh khí đập vào mặt. Tiểu viện cực kỳ bao la, có đình viện cũng có sân luyện công, còn có phòng tiếp khách, có chút tương tự một phủ đệ. Khó trách mấy người kia đều muốn tiểu viện này, đãi ngộ của tên thứ nhất, quả nhiên không tầm thường. Đi vào gian phòng, đóng cửa lại, Trương Huyền không có tu luyện, cũng không tiếp tục tìm hiểu, mà nhắm mắt trầm tư. Nơi này có thập đại chức nghiệp, vô số thư tịch, thật vất vả tới một chuyến, đúng lúc đi dạo học viện một lần, học được các tri thức. Một khi hoàn thành, cũng là không sai biệt lắm có thể khảo hạch danh sư lục tinh. Danh sư đi đến lục tinh, mới coi như chân chính đi vào hàng ngũ cường giả của thế giới này, làm bất cứ chuyện gì cũng có năng lực tự vệ cùng ứng đối. Bất quá trước đó, phải tìm được công pháp cao hơn cảnh giới tu luyện mới được. Hiện tại hắn chỉ có pháp quyết tu luyện kiều thiên cảnh, muốn vào quy nhất cảnh, còn cần tới rất nhiều bí tịch, hình thành thiên đạo công pháp lại nói. Công pháp đều tập trung ở trong công pháp lâu. Trên đường tới, Lạc Thất Thất từng kỹ càng giảng giải qua học viện với hắn, biết vị trí công pháp ở công pháp lâu. Nơi này hội tụ cảm ngộ cùng tâm đắc của học viện trăm ngàn năm qua, vô số cường giả lưu lại, cùng những hạng người kinh tài tuyệt diễm lưu lại đủ loại bí tịch. Chỉ cần có thể đi vào, thiên đạo công pháp quy nhất cảnh, tuyệt đối có thể hoàn thành. Thậm chí cấp bậc cao hơn, cũng có thể hoàn thành. Bất quá, muốn đi công pháp lâu quan sát bí tịch quy nhất cảnh, đầu tiên phải đạt tới danh sư ngũ tinh, hơn nữa có học phần mới được, nếu không ta trước tiên khảo thí danh sư ngũ tinh. Mặc dù trong công pháp lâu có công pháp, nhưng nơi này không phải người nào cũng có thể tùy ý ra vào. Hiện tại hắn là danh sư tứ tinh, cũng chỉ có thể quan sát công pháp hợp linh cảnh cùng kiều thiên cảnh, muốn quan sát uy nhất cảnh, liền không đủ tư cách. Hơn nữa, mấu chốt nhất là, tiến vào bên trong, cần tiêu hao học phần. Hắn vừa tới học viện, một điểm cũng không có, đi cũng sẽ bị đuổi ra ngoài. Khảo hạch danh sư Ngô Tinh cần 5 loại chức nghiệp phụ trợ đến Ngô Tinh. Hiện tại ta chỉ có dám bảo sư là cấp bậc này. Cần sớm khảo hạch mới được. Rất phiền phức a. À. Xoa xoa mi tâm. Khảo hạch danh sư cần mấy điều kiện tiên quyết. Mỗi gia tăng một cấp bậc liền phải học được phụ tu đồng dạng. Chính vì vậy, không ít danh sư cũng không phải năng lực không đủ, mà là chức nghiệp phụ tu không đủ. Từ đó không cách nào tấn cấp. Hắn hiện tại chức nghiệp phụ tu đi đến Ngô Tinh chỉ có giám bảo sư, còn lại theo thứ tự là trận pháp sư tứ tinh, y sư, thư họa sư, thuần thú sư cùng luyện đan sư tam tinh. Còn loại hình chức nghiệp như độc sư, hồn sư, không cách nào cầm tới mặt bàn, cho dù có cũng vô dụng. Mặc dù biết không ít chức nghiệp, cấp bậc không đến, muốn khảo hạch ngũ tinh cũng không dễ dàng như vậy. Thừa dịp hiện tại rảnh rỗi, đi kiểm tra mấy chức nghiệp phụ trợ. Suy đi nghĩ lại, biết nhờ vào thân phận bây giờ, căn bản không vào công pháp lâu được, đành phải lùi lại mà cầu việc khác, trước khảo danh sư Ngũ Tinh lại nói: "Muốn thi danh sư, trước phải khảo thí chức nghiệp phụ trợ, dù sao thời gian với hắn mà nói cũng không vội vã, vừa lúc ở nơi này, có thể kiểm tra mấy thứ, cũng không cần phiền phức đi tìm đủ loại công hội. Nơi này có 10 đại học viện, ta học được luyện khí không có cấp bậc, thừa dịp lúc rảnh rỗi, đi qua kiểm tra một chút." Suy tính 10 đại học viện một vòng, quyết định trước đi luyện khí viện hắn nhận được truyền thừa hoàn chỉnh của Ngô Dương Tử, kết hợp với thiên đạo luyện khí, coi như luyện khí sư lục tinh đỉnh phong, cũng chưa hẳn vượt qua, hoàn toàn có thể kiểm tra luyện khí sư. Cũng thuận tiện xem trình độ của luyện khí viện một chút. Nghĩ đến liền làm, cũng không có gì xoắn suýt, đứng dậy, đẩy cửa đi ra ngoài. Ngoài cửa, đám người ngô thiền đã sớm rời đi. chương 1316, khí viện 2. Lão sinh ở trong học viện không biết bao nhiêu năm, bị một tân sinh chơi đùa thảm như vậy, đã không có mặt mũi đợi ở chỗ này. Tìm đám người Hoàng Hưng, hỏi thăm vị trí luyện khí viện một chút, lúc này mới đi đến bên kia. Luyện khí viện là trong 10 đại học viện gần với đan viện nhất, học sinh phụ tu rất nhiều, còn chưa tới trước mặt, chỉ thấy dòng người nhúc nhích, đâu đâu cũng có học sinh. Quy nhất cảnh, Đạp hư cảnh. Minh Lý chi nhãn vận chuyển, nhìn sang. Những học viên này, không thiếu cường giả quy nhất cảnh, Đạp hư cảnh thậm chí còn có tầm phong cảnh. Đi đến loại cấp bậc này, hoàn toàn có thể xông pha ở huyến vũ đế quốc, coi như ở hồng viễn đế quốc, cũng được cho anh hào chấn thủ một phương. Không hổ là luyện khí học viện, thật là đáng sợ. Dạo qua một vòng, tìm người hỏi thăm một chút, chỉ chốc lát đã tìm được địa phương khảo hạch luyện khí sư. Danh sư học viện có rất nhiều viện hệ, cũng có công hội khác chú đóng, ở đây khảo hạch, có thể được công hội đối ứng công nhận. Nói cách khác, hắn ở đây khảo hạch luyện khí sư, coi như đi luyện khí sư công hội, huy chương có thể sử dụng, đồng dạng nhận được thừa nhận. Học viện có chừng 10 vạn danh sư trở lên, hàng năm phụ tu luyện khí không biết bao nhiêu, nếu đều đi ra khảo hạch, sợ rằng luyện khí sư công hội cũng phải sụp đổ. Phiền toái như vậy, còn không bằng chuyển phân bộ đến nơi đây, tất cả mọi người đều thuận tiện. Luyện khí sư công hội Hồng Viễn học viện phân bộ. Nhìn thấy kiến trúc cao lớn phía trước, Trương Huyền lắc đầu, đẩy cửa đi vào. Trong đại điện, đầu đâu cũng có người, nhìn thoáng qua, không sai biệt lắm mấy trăm. Luyện khí sư ngũ tinh hỗ trợ luyện khí, chế tạo vũ khí linh cấp trung phẩm, chỉ cần nửa học phần. Ta chỗ này có trường đao linh cấp trung phẩm đỉnh phong mới vừa luyện chế ra, một học phần, một khi bỏ lỡ, liền tìm không được dễ dàng như vậy nữa. Thiếu khuyết kim lâm khoáng thạch, ai có một khối, nguyện ý trao đổi hai học phần. Ba viên hỏa diễm thạch, một học phần, Đi vào bên trong, phảng phất như đi vào một thị trường giao dịch, có hỗ trợ luyện khí, có bán binh khí, có thu mua đủ loại khoáng thạch, bán ra đủ loại vật phẩm luyện khí. Những người này đều thân mang danh sư bào, đều là học viên của học viện, thông qua đủ loại vật phẩm, kiếm lấy học phần. Sức mua của học phần thật mạnh. Dạo qua một vòng, Trương Huyền không chịu được níu lưỡi. Vốn nghe được Lạc Thất Thất nói học phần quan trọng, nghĩ nhiều nhất đồng giá với linh thạch trung phẩm, hiện tại xem ra giá trị cao, coi như là linh thạch thượng phẩm đều rất khó mua sắm. Khó trách bọn hắn vì mấy học phần liền chạy tới huyễn vũ đế quốc, tìm kiếm ngô dương tử địa cung, thứ này đúng là không dễ lấy, nếu không, đường đường danh sư ngô tinh, luyện khí sư ngô tinh, cũng không cần giống như tiểu thương bên đường bán hàng vỉa hè. Trước đó ở huyễn vũ đế quốc, bảo bối có tiền mà không mua được, đến nơi này, nửa học phần có thể đổi, coi như tận mắt nhìn thấy, cũng để người khó mà tin được vị nhiên trưởng này không biết có gì cần lách qua đám người chen chúc thật vất vả đi tới trước đài một nữ tử cười khanh khách nhìn qua thông qua hỏi thăm trương huyền cũng biết những nhân viên phục vụ này cũng là học sinh học viện tiếp nhận nhiệm vụ làm việc ngoài giờ của học viện kiếm lấy học phần loại nhiệm vụ này mặc dù thoạt nhìn không quá vẻ vang nhưng không có nguy hiểm cũng không cần kỹ năng gì tương đối thích hợp học viên thành tích yếu kém ta muốn khảo hạch luyện khí sư trương huyền nói không biết muốn khảo hạch mấy tinh ta sẽ giúp học trưởng an bài nghe được hắn muốn khảo hạch luyện khí sư ánh mắt nữ tử sáng lên vội nói không biết lớp mấy bình thường đều lấy học trưởng xưng hô bày tỏ tôn kính ta khảo hạch ngũ tinh trần chờ một chút trương huyền nói lấy hắn lý giải luyện khí khảo hạch lục tinh cũng không tính là gì nhưng một là tu vi không đủ thứ hai trên lý luận mạnh là một chuyện nhưng thực hành lại là một chuyện. Sau khi cân nhắc, vẫn là trước tiên khảo thí Ngô Tinh lại nói, dù sao, mục đích của hắn cũng là trước tấn thăng danh sư Ngô Tinh. Ngô Tinh nữ tử nhẹ gật đầu, mỉm cười. Xin học trưởng lấy ra huy chương tứ tinh cùng thẻ học viên, ta sẽ giúp đăng ký. Huy chương, thẻ học viên. Trương Huyền hơi đỏ mặt. Ta không có. Hắn chưa hề kiểm tra qua luyện khí sư, ngay cả nhất tinh cũng không phải không có khả năng lấy ra huy chương tứ tinh, còn thẻ học viên mới vừa vào học viện, ngay cả chương trình học cũng không có chọn, lão sư cũng không tìm, thậm chí ngay cả tên tiến vào danh sách học viện cũng không biết, tự nhiên càng không có. Không có. Nữ tử sướng sờ, lông mày nhíu một cái, khuôn mặt tươi cười hoàn toàn biến mất. Vậy ngươi là ai, đến danh sư học viện làm gì? Chương 1317, học phần tầm quan trọng 1. Không thẻ học viên cũng không phải là học viên của học viện. Vậy mở danh sư học viện làm gì? Làm Phong Hào Đế quốc, nơi đào tạo danh sư duy nhất, có thể đi vào nơi này đều có thiên phú và vốn liếng cực kỳ kiêu ngạo, không phải tùy tiện người nào cũng có thể trà trộn. Ta là tân sinh năm nay tới, thẻ học viên còn chưa có làm. Thấy đối phương lầm nghĩ mình có thể là kẻ ngoại lai, Trương Huyền giải thích. Tân sinh. Nữ tử sửng sốt một chút, lúc này mới nhớ tới hôm nay là thời gian chiêu sinh khảo hạch, nhịn không được lắc đầu. Đã hơn nửa đêm, tân sinh mới vừa tới không đi nghỉ ngơi, kiểm tra luyện khí sư ngũ tinh gì chứ. Nói thật cho người biết, muốn khảo hạch luyện khí sư, đầu tiên phải có thẻ học viên, thứ hai, còn cần có huy chương đẳng cấp, cuối cùng, còn cần có học phần, không có học phần, ai có công phu khảo hạch cho ngươi. Biết hắn là tân sinh, lại không xưng hô học trưởng, nữ tử giải thích. Còn muốn học phần, trương huyền cười khổ đúng vậy công hội khác thời điểm khảo hạch cũng cần linh thạch xem như tiền thế chấp không có học phần không có chế ước ngày ngày có người tới thử khảo hạch còn không để người vội vàng chết nữ tử hư một tiếng một tân sinh quy củ gì cũng không biết rõ ràng liền chạy tới khảo hạch thật không biết là gan lớn hay thiếu thông minh cái này trương huyền vò đầu quả thực thời điểm công hội khác khảo hạch đẳng cấp cũng không phải tùy tiện đi cần trước giao nạp phí tổn nhất định, thông qua có thể trả về, không cách nào thông qua sẽ bị mất, dùng để ngăn cản những người rõ ràng thực lực kém rất lớn, nhưng không biết tự lượng sức mình. Rất hiển nhiên, nơi này cũng như vậy, chỉ là điều kiện hạn chế đổi thành học phần mà thôi. Khảo hạch một luyện khí sư ngũ tinh, đại khái cần bao nhiêu học phần? Trương Huyền hỏi. Học viện xin khảo thí chức nghiệp phụ tu ngũ tinh, bình thường đều là hai học phần, lục tinh thì 4 học phần. Nữ tử nói: hai điểm, 4 điểm." Trương Huyền líu lưỡi, hỏi tiếp: "Công hội khác, chỉ cần khảo hạch thông qua, sẽ trả lại những phí tổn hạn chế này, nếu như thông qua được khảo hạch luyện khí sư ngũ tinh, học phần cũng sẽ được trả lại chứ?" Mới vừa mới đi một vòng, biết kiếm học phần rất khó, giúp người luyện chế vũ khí linh cấp trung phẩm, ngay cả nửa điểm học phần cũng không đáng, hai điểm, 4 điểm, đối với học sinh tuyệt đối là giá trên trời. Nếu như khảo hạch thông qua có thể trả còn tốt, không trả lại, chỉ riêng tiêu hao khảo hạch cho những chức nghiệp phụ thu này, liền cần tốn hao không biết bao nhiêu học phần. Trả, người suy nghĩ nhiều, làm sao có thể trả? Nữ tử lắc đầu. Người nhớ kỹ, muốn sinh tồn ở trong học viện, nhất định phải có học phần, nếu không nhiều tiền hơn nữa cũng không có tác dụng. Mà muốn kiếm học phần, cần làm đủ loại nhiệm vụ, hoàn thành đủ loại việc học, hoặc là đánh vỡ ghi chép của người khác. Được rồi, trở về đi, không có thẻ học viên chỉ cần là học viên của học viện dàn xếp một chút không tính là gì nhưng không có học phần ngay cả tư cách kích hoạt khí hải cũng không có thì làm sao khảo hạch kích hoạt khí hải khí hải là khí viện cùng thiên công viện hao phí vô số vật lực chế tạo thông đạo tự động khảo hạch người tham gia khảo hạch chỉ cần kích hoạt liền có thể đi vào cảnh tượng giả lập mượn nhờ khôi lỗi luyện khí chỉ cần thành công liền có thể thông qua khảo hạch thấy hắn không hiểu mặc dù nữ tử không kiên nhẫn vẫn giải thích cặn kẽ. Cảnh tượng giả lập, khôi lỗi, khảo hạch luyện khí, không cần cảm thụ chân thực sao? Cảnh tượng giả lập thì khảo hạch như thế nào? Trương Huyền kỳ quái, hắn đi qua không ít công hội, đều cần phát huy bản lĩnh chân chính, đối phương nói cảnh tượng giả lập là có ý tứ gì? Chẳng lẽ không cần luyện khí chân chính, liền có thể thuận lợi qua ải? Cảm thụ chân thực là có thể, nhưng người cũng biết vật liệu luyện khí chân quý học viện hơn 10 vạn danh sư, phụ tu luyện khí không dưới 5 vạn, mỗi ngày đến đây khảo hạch đẳng cấp có bao nhiêu. Toàn bộ chân thực khảo hạch, mỗi ngày có bao nhiêu khoáng thạch, kim loại hiếm bị lãng phí. Nữ tử khẽ nói, yên tâm đi, mặc dù là cảnh tượng giả lập, nhưng từ khi học viện thành lập đến nay, đào được mấy trăm vị luyện khí sư lục tinh đỉnh phong, kết hợp mấy vạn lần cảnh tượng luyện khí, cô động mà thành, chỉ cần thủ đoạn luyện khí của người phù hợp chuẩn mực, liền nhất định có thể thông qua khảo hạch khác biệt luyện khí chân thực không cao hơn một phần ngàn tỷ. mặc dù khí hải là cảnh tượng giả lập luyện khí, nhưng trải qua không biết bao nhiêu vị luyện khí sư lục tinh nghiệm chứng, cùng luyện khí chân thực không khác chút nào. chỉ cần ở bên trong có thể luyện chế thành công, trong chân thực cũng có thể tuyệt đối thành công, không có bất cứ vấn đề gì. A hát, trương huyền hiểu được, cũng đúng, vượt qua năm vạn luyện khí sư, một năm trôi qua, mỗi ngày đến đây khảo hạch, ít nhất cũng phải mấy trăm nếu như đều chân chính luyện chế cần bao nhiêu khoáng thạch tinh thiết luyện chế thành công ngược lại cũng thôi phải biết đại bộ phận đều là khó thông qua một khi thất bại những quáng thạch này lại không có khả năng sử dụng lần thứ hai loại tổn thất này coi như danh sư học viện mạnh mẽ cũng không chịu nổi khoáng thạch không phải dược liệu có thể tái sinh có thể trồng trọt có chút khoáng thạch chân quý chỉ cần tiêu hao sạch sẽ liền không có khả năng tìm tới do đó dùng cảnh tượng giả lập đến khảo hạch, quả thực là biện pháp tốt nhất. Trở về đi, coi như người có năng lực khảo hạch luyện khí sư ngũ tinh, cũng phải trước kiếm được hai điểm học phần lại nói, không có học phần, căn bản hết cách rồi, muốn giản xếp cũng giản xếp không được. Nữ tử vẫy tay, ta nghe người mới vừa nói, kiếm học phần, cần phải hoàn thành nhiệm vụ, việc học, hoặc phá kỷ lục. Xin hỏi phá kỷ lục là làm sao? Biết không có học phần, chuyện gì cũng không làm được, Trương Huyền tiếp tục hỏi. Phá kỷ lục, chương 1318, học phần tầm quan trọng 2. Con mắt xoay loạn, nữ tử suýt chút nữa hộp máu. Không hổ là người mới, thật đúng là ý nghĩ háo huyền. Đã xưng là ghi chép, cũng cho thấy, học viện không biết bao nhiêu danh sư tới thử qua, đều không thành công, ngươi một người mới vừa vào học viện, cái gì cũng không hiểu, hỏi tới hỏi lui ta còn nhịn, nhưng muốn đánh vỡ ghi chép thu học phần, làm nằm mơ ban ngày gì chứ nếu học phần dễ lấy như vậy ai còn cần thật là khờ đúng vậy nơi này có ghi chép gì ta có thể đi thử một chút trương huyền nói có thể xưng là thí luyện khẳng định đều khá phiền toái đơn giản căn bản đợi không được ngươi ra tay mới vừa vào học ngay cả lão sư cũng không có nhận việc học lại càng không cần phải nói đối với hắn phương pháp kiếm điểm tích lũy nhanh chóng chính là đánh phá kỷ lục đương nhiên nếu ghi chép quá khó liền nhìn nhiều vài cuốn sách lời đơn giản liền đi qua thử một chút trước kiếm chút lại nói một phần tiền làm khó anh hùng không có học phần coi như năng lực hơn người cũng không có bất kỳ biện pháp nào người thấy tên này mở miệng nữ tử lắc đầu cực kỳ mất hứng người biết ghi chép là cái gì không liền muốn đánh vỡ vừa mới bắt đầu còn cảm thấy người mới này có chút tài hoa đáng giá tôn trọng lúc này nhìn thấy càng ngày càng cuồng vọng càng ngày càng phách lối, đã có chút chán ghét. Nhưng cùng là danh sư, cũng không tiện chân chính biểu hiện ra ngoài, đành phải cố nén lửa giận, tiện tay vẫy một cái. Người muốn đánh vỡ cũng không có gì, bên kia có thông đạo ghi chép, có thể đi qua nhìn một chút, nhưng ta khuyên người tốt nhất đừng đi vào, nếu không, rất dễ dàng bị vứt ra. Ghi chép, đại biểu vinh dự, cũng đại biểu tôn nghiêm, không dung tùy tiện xông loạn, tự nhiên phải bị trừng phạt. Mất mặt xấu hổ là chuyện nhỏ, làm không cẩn thận sẽ bị thông đạo ném ra, bản thân bị trọng thương. Bên kia, Trương Huyền nhìn sang, chỉ thấy dòng người dày đặc che chắn, cái gì cũng không nhìn thấy. Hiện tại ta cũng không có việc gì, mang người tới. Hừ một tiếng, nữ tử ngẩng đầu lên, đi đến phía trước. Người không từ bỏ ý định, vậy ta liền tận mắt nhìn, người sẽ mất mặt như thế nào. Học viên mới tới, không biết ngược lại cũng thôi, còn muốn phá kỷ lục ngươi cho rằng ghi chép dễ phá như vậy? Thật dễ phá như vậy, ai còn ngồi ở nơi này giúp người luyện khí, bán ra đủ loại vật phẩm. Thậm chí bất kể sống chết, đi ra ngoài tiến hành đủ loại thí luyện. Gặp qua gan lớn, chưa thấy qua gan lớn như thế. Đoán chừng là thiên tài chưa trải qua thất bại, quen sưng hùng ở địa phương nhỏ, căn bản không biết trời cao bao nhiêu, đất dày bao nhiêu. Không biết suy nghĩ trong lòng nữ tử, đã lưu lại ấn tượng xấu cho đối phương. Trương Huyền theo sát phía sau, đi đến một bên. Vòng qua đám người, không lâu sau, đi tới trước mặt một cánh cửa. Cái đại môn này giống như trước đó khảo hạch danh sư, bên ngoài là mặt tường trắng như tuyết, khắc đủ loại ghi chép. 10 phút hòa tan ba thiết hắc tinh thạch, người hoàn thành luyện khí sư lục tinh trịnh vinh, danh sư học viện năm 3784. Tiếp dẫn địa hỏa, hòa tan hàn băng ngân thiết, trong vòng một canh giờ, để nó trải thành chất lòng người hoàn thành luyện khí sư lục tinh. Địa hỏa thông đạo, đợi 17 phút, người hoàn thành, luyện khí sư lục tinh lưu hàm. Trên ghi chép, không chỉ kỹ càng viết kết quả, còn viết ai hoàn thành, đại khái vào giờ nào, cùng thành tích. Tùy ý nhìn lướt qua, vẻ mặt trương huyền nhịn không được nghiêm túc. Không thể không nói, những ghi chép này xác thực kinh người. Không nói cái khác, liền lấy thiết hắc tinh thạch, thứ này là một trong mấy loại khoáng thạch khó luyện hóa nhất, coi như luyện khí sư thất tinh muốn luyện hóa, không có nửa canh giờ, cũng khó mà làm được, vị Trịnh Vinh này, vậy mà 10 phút liền hoàn thành, đáng sợ. Xem như hắn, khẳng định cũng làm không được. Không phải hắn hiểu biết cùng năng lực không được, mà là thực lực không đủ. Còn có Hàn Băng Ngân thiết càng thêm khoa trương, lò lửa bình thường luyện chế, gần như không có khả năng làm được, chỉ có thể tiếp dẫn địa hỏa trường kỳ rèn luyện, dưới tình huống bình thường cần phải hao phí địa hỏa ôn dưỡng mấy tháng mới có thể luyện chế vũ khí, đối phương một canh giờ liền để nó hòa tan thành chất lỏng, cực kỳ đáng sợ. Những người này có thể làm được. Thấy thanh niên tự biên tự diễn kia mặt mũi kinh ngạc, nữ tử cười nhạo. Làm thì có thể làm được, chỉ là có chút phiền phức. Trương Huyền vò đầu, thật muốn đi làm, nhất định có thể vượt qua, nhưng cần phải hao phí không ít đánh đổi, dùng những đánh đổi này đổi lấy vài học phần, không đáng thật giống như dùng địa tâm hỏa hòa tan hàn băng ngân thiết, chỉ cần dùng thiên đạo chân khí ôn dưỡng, lại dung hợp địa tâm hỏa, nửa canh giờ liền có thể hòa tan. Nhưng cần tiêu hao chân khí bao lớn, có thể nói kinh khủng. Hơn nữa, làm như vậy, bí mật thiên đạo chân khí rất dễ dàng dò gì. Có thể làm được, còn có chút phiền phức, khẩu khí thật lớn. Nghe được hai người nói chuyện, một luyện khí sư nhịn không được tiến về phía trước một bước, suy cười một tiếng. Lý Tuyền, người từ đâu tìm ra một gia hỏa cuồng vọng như thế. chương 1319, Địa Hỏa Thông Đạo 1 Trương Huyền quay đầu nhìn lại, là một thanh niên chừng 30 tuổi, trước ngực có năm vì sao lóa mắt tỏa ánh sáng, danh sư ngũ tinh. La nham học trưởng, nhìn người nọ, nữ tử tên Lý Tuyền giật nảy mình, nhịn không được run run một chút. Hắc hắc, la nham học trưởng là danh sư bài danh 10 vị trí đầu năm thứ tư, trong luyện khí sư ngũ tinh đỉnh phong của khí Việt, nhân vật bài danh trước mấy, tên này ở trước mặt hắn nói khoác không biết ngược, không phải tìm mắng sao. Đúng vậy, 20 tuổi, lại tùy tiện như thế, tên này từ nơi nào xuất hiện. Những nhân vật nổi danh năm nhất, năm hai kia ta đều gặp, chưa từng nghe qua có nhân vật như vậy a à Đoán chừng là người ngông cuồng, cố ý muốn hấp dẫn ánh mắt. Thông đạo ghi chép, đại biểu sự kiện quan trọng của luyện khí sư ở danh sư học viện, dám tới, đều là nhân vật tinh thông luyện khí, những người này, bình thường tới đây đều là phỏng đoán nghiên cứu làm sao đột phá cực hạn, tự mình thí nghiệm cũng không nhiều. Tên này đi tới trước mặt, trực tiếp mở miệng, làm có thể làm được, chỉ là có chút phiền phức, muốn không để cho người chú ý cũng khó. Học viện nhiều thiên tài luyện khí nổi danh như vậy, cũng không dám nói như thế, tên này 20 tuổi, lại dám nói như vậy, mọi người không vây quanh giáo huấn một lần là tốt lắm rồi. Bẩm báo học trưởng, vị này, vị này là thấy học viên năm thứ tư tiếng tăm lừng lẫy kia nhìn mình chầm chầm, thân thể Lý Tuyển run lên. Là học viên năm nay mới nhập học, muốn tới xem một chút. Tân sinh, còn tưởng rằng là nhân vật lợi hại gì, nghe được là tân sinh, la nham lắc đầu. Người tuổi trẻ bây giờ thật là càng ngày càng không quy củ. Thông đạo ghi chép là vô số tiền bối của học viện, tốn hao tâm huyết lưu lại phong bi, há là ai cũng có thể tới quan sát, soi mói. Nói đến đây hắn nhướng mày, thanh sắc câu lệ. Còn không lui xuống. Vâng, Lý Tuyền vội vàng gật đầu, kéo Trương Huyền ở bên người một chút, lại thấy hắn động cũng không có động, ngược lại vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn về phía niên trưởng cách đó không xa. Ngươi là khí viện viện trưởng. Không phải. La nham sững sờ, người xem náo nhiệt cũng không biết ý gì, nghi ngờ nhìn qua. Thập đại danh sư. Trương Huyền tiếp tục hỏi. Cũng không phải. Vậy chính là trưởng lão học viện rồi càng không phải ngươi có ý tứ gì ánh mắt la nham trầm xuống không phải khí viện viện trưởng không phải thập đại danh sư càng không phải trưởng lão học viện vậy ngươi cản dỡ ẩm ý cái gì trương huyền lắc đầu ta nói chuyện với người khác liên quan gì tới ngươi thật là sen vào việc không đâu a à, hát lý tuyền còn tưởng rằng hắn sẽ nói cái gì nghe đến nơi này thân thể nhoáng một cái suýt chút nữa bị hù chết Ngươi biết người trước mặt ngươi là ai không? Lại nói chuyện như vậy. Học viên năm thứ tư, danh sư ngũ tinh thượng phẩm, thực lực đã đến hóa phàm bát trọng, người một tân sinh vừa tới trường học, lại nói như vậy, không sợ bị đánh chết tại chỗ sao. Những người khác cũng hai mặt nhìn nhau, trong mắt sắp rơi ra. Gặp qua tân sinh phách lối, nhưng chưa thấy qua phách lối như vậy. Vẻ mặt la nham chướng thấu đỏ, suýt chút nữa nổ tung. Người nói cái gì? Không có gì, Bảo ngươi cần làm gì thì làm cái đó đi, đừng chậm trễ ta kiếm học phần. Không thèm để ý đối phương, Trương Huyền tiếp tục nhìn về phía mặt tường. Học qua không biết bao nhiêu thư tịch luyện khí, hắn lý giải luyện khí đã đến cảnh giới cực kỳ cao thâm, nói trình độ luyện khí của khí viện viện trưởng không bằng hắn, cũng không đủ. Kém chỉ là tu vi mà thôi. Nếu như vào thánh giả, tất cả ghi chép khẳng định đều có thể phá sạch sẽ, một người cũng không còn. Mà bây giờ thực lực này chỉ sợ có chút khó làm. Lấy cái này đi. Rất nhanh tuyển một cái, cân nhắc một chút, Trương Huyền cảm giác có rất niềm tin lớn, lúc này mới nhìn về phía Lý Tuyển cách đó không xa. Giúp ta xin một chút, ta muốn khiêu chiến ghi chép. Khiêu chiến. Lý Tuyển giật nảy mình. Người không phải cái gì cũng không hiểu sao. Khiêu chiến ghi chép gì, chẳng lẽ thật sự cho rằng những ghi chép này tùy tiện có thể phá. Người chung quanh xem náo nhiệt, cũng đều hai mặt nhìn nhau. Vừa đến đắc tội đệ tử cấp cao không nói, còn muốn khiêu chiến ghi chép, tên này cũng quá không có yên lòng đi. Loại tính cách này là làm sao thi đậu danh sư, đồng thời tới học viện này. Ừm, ta muốn sông địa hỏa thông đạo, người xem làm sao xin. Trương Huyền thản nhiên nói. Địa hỏa thông đạo là mượn nhờ địa hỏa hình thành nơi cực nóng, ở bên trong đợi thời gian càng dài, nói rõ thân thể càng cường đại, lúc luyện khí bị lửa thiêu đốt, càng có thể duy trì thanh tỉnh. Là một loại khảo hạch thể chất của luyện khí sư. Sở dĩ lựa chọn cái này là bởi vì hắn tu luyện ngũ diệu kim thân, cũng ngượn nhờ địa hỏa rèn luyện thân thể, mặc dù nơi này đáng sợ, nhưng kiên trì một đoạn thời gian không khó lắm. Tính toán ra, so với khiêu chiến ghi chép khác thì dễ dàng hơn nhiều. Địa hỏa thông đạo, tên này có đầu óc sao? Tuyển cái này là cảm thấy mạng quá dài. Chương 1320 Địa Hỏa Thông Đạo hai. Không biết, có thể là người mới không biết không sợ a. À. Còn tưởng rằng thật có thể phá kỷ lục, nguyên lai là tên điên. Nghe nội dung hắn muốn khiêu chiến, mọi người giống như nhìn đồ đần nhìn qua. Ngay cả La Nham vừa rồi nổi giận, hận không thể một tay quất chết hắn, cũng mở to hai mắt nhìn. Địa Hỏa Thông Đạo, mệnh danh tử vong thông đạo, lại gọi ghi chép tử vong, người kỳ trước xông phá kỷ lục này, coi như không chết cũng gần như phế đi. Không nói cái khác, luyện khí sư Lục Tinh lưu Hàm lưu lại ghi chép này, dù ở bên trong chờ đợi 17 phút, phá ghi chép, nhưng toàn thân bị thiêu đốt không có một khối thịt nguyên vẹn, bị thương căn nguyên, không đến 150 tuổi liền chết. Đối với luyện khí sư Lục Tinh bước vào thánh giả, còn trẻ như vậy liền tử vong, tuyệt đối xem như chết yểu. Cái kỷ lục này, lúc trước La Nhàm cũng xông qua, đợi không đến 3 phút liền gánh không được, chủ động trốn ra. Những người khác coi như không tiến vào cũng nghe qua đồn đãi, biết nó kinh khủng. Nếu như trên tường ghi chép liệt kê một phân loại, mọi người không muốn đánh vỡ nhất, nó tuyệt đối có thể xếp đệ nhất. Người người sợ như rắn rết, vừa đến liền tuyển chọn. Còn nói khoác không biết ngượng cảm thấy có thể thông qua, người cảm thấy chết không đủ nhanh sao. Địa hỏa thông đạo, có vô số hỏa diễm tuôn ra, không thể trốn tránh, cực nóng khó nhịn. Người có muốn suy tính một chút hay không? Lý Tuyền cũng giật nảy mình, vội nói. Người trước mắt này, mặc dù đần độn cái gì cũng không hiểu, nhưng dù sao là nàng mang tới, không thể trơ mắt nhìn hắn tìm chết. Không sao cả, người an bài là được, không kiên trì nổi, ta sẽ ra ngoài. Biết đối phương lo lắng cái gì, Trương Huyền nói. Cái này, thấy hắn kiên trì, Lý Tuyền biết khuyên không được, không thể làm gì khác hơn là nói. Kỳ thật muốn xông ghi chép, cũng không cần xin, chỉ cần bàn tay đè ở trước cửa thông đạo ghi chép, sau đó nói ra muốn phá ghi chép là cái gì, sẽ được cơ quan tự động đưa đến địa phương đối ứng. Trương Huyền gật đầu, đa tả, nói xong, nhấc chân đi tới thông đạo. Mới tới, người tên gì? Thấy tên này thật muốn đi địa hỏa thông đạo, la nham hừ một tiếng. Nếu như có thể còn sống đi ra, vượt qua ba phút trở lên, vừa rồi ngươi đắc tội ta, có thể chuyện cũng bỏ qua. Mặc dù người mới này cuồng vọng không chịu nổi, thoạt nhìn cũng ngốc như vậy, nhưng biết địa hỏa thông đạo đáng sợ, còn dám xông không mất huyết tính. Vẫn làm người bội phục. Người khiêu chiến ghi chép, Trương Huyền. Cười nhạt một tiếng, bàn tay ấn cánh cửa, thông đạo ghi chép lập tức mở ra, Trương Huyền nhấc chân đi vào. Vừa tiến vào thông đạo, cửa phòng đóng kín, trước mắt lập tức đen kịt. Sông địa hỏa thông đạo. Đứng tại chỗ, Trương Huyền mở miệng. Kẹt kẹt, tiếng nói kết thúc, liền cảm thấy dưới chân không ngừng lay động, như có cơ quan vận chuyển. Luyện khí sư cùng thiên công có chỗ liên quan, do đó hai đại viện quan hệ tương đối mật thiết, lối đi này, rất rõ ràng thiết trí cực kỳ tinh vi, có thể nghe hiểu ngôn ngữ nhân loại, đưa hắn đến địa phương muốn đi. Một lát sau, ngừng lại. Trương Huyền ngẩng đầu nhìn, đi tới một thông đạo càng thêm rộng lớn, trước mắt đen kịt, đưa tay không thấy được năm ngón. Đang muốn vận chuyển minh lý chi nhãn, nhìn xem chung quanh đến cùng có cái gì, liền thấy một đám lửa nhen nhóm ở trước mắt, sau đó liệt hỏa hừng hực, tất cả đều đốt, một cỗ nhiệt lượng to lớn tuôn tới, tựa hồ muốn đốt trụi ra của hắn. Nóng quá, vẻ mặt trương huyền khó coi. Vốn cho rằng địa hỏa thông đạo này, sẽ như thanh chỉ địa tâm hỏa, có thành phần dung nham, đợi ở trong đó, còn có thể thừa cơ hấp thu linh khí, rèn luyện thân thể, hiện tại xem ra. Suy nghĩ nhiều, bốn phía đều là hỏa diễm, duy trì chân khí chống cự hỏa diễm cũng không kịp, căn bản không có khả năng tu luyện. Hắn hiện tại, thật giống như rơi vào lò nướng, một khi chân khí ngừng vận chuyển, liền có khả năng bị nướng chín. Khó trách nghe được mình lựa chọn cái này, tất cả mọi người mặt mũi đồng tình, thì ra đáng sợ như thế. Tiếp tục như vậy, ta đừng nói 17 phút, coi như 2 phút cũng khó khăn. Vận chuyển chân khí, chống cự cực nóng chung quanh, Trương Huyền nhíu mày. Vốn cho rằng là cửa ải rất dễ chịu, hiện tại xem ra không dễ dàng như vậy coi như hắn gần đây ngày đêm tu luyện chân khí càng ngày càng hùng hậu ở trong này cũng không kiên trì được bao lâu không đúng địa hỏa bình thường không nên nóng như thế hắn cảm khái đồng thời cũng đầy kỳ quái địa hỏa bình thường xem như dung nham nhờ vào thực lực kiều thiên cảnh đỉnh phong cũng có thể chống đỡ thậm chí ở bên trong vẫy vùng không đến mức bị đốt trụi cái này rõ ràng vượt ra khỏi phạm vi đó Thậm chí, nhiệt độ của ngọn lửa này đã không chỉ thiêu đốt thân thể, thậm chí đối linh hồn bị tổn thương. Thực sự không được, để phân thân đi ra đợi một thời gian ngắn, ta trước tránh né một chút. Xoa xoa mi tâm, mặc dù không kiên trì được bao lâu, nhưng đối với phá kỷ lục, hắn vẫn không quá lo lắng. Địa hỏa này đáng sợ, bản tôn không chịu nổi, phân thân tuyệt đối không có vấn đề. Nhưng mà làm như vậy, có chút chơi xấu mà thôi. Trước không vội, nhìn xem địa hỏa này đến cùng là chuyện gì xảy ra lại nói. Dầu dĩ một hồi, cố nén xúc động thả phân thân ra, hai mắt trương huyền lóe lên, từng đạo tế văn xuất hiện ở trong hốc mắt. Minh Lý chi nhãn, ông, hoa văn chiếu giỏi, rất nhanh liền nhìn ra không đúng. Đây không phải thông đạo tự nhiên hình thành, mà là trận pháp, trận cơ là. Bốn hỏa diễm thạch, không đúng, đây không phải hỏa diễm thạch, mà là. Nhìn một hồi, con mắt Trương Huyền đột nhiên sáng lên, kích động đến toàn thân run rẩy. Địa tâm hồng nham, chương 1321, ngũ diệu kim thân đệ nhị trọng 1. Địa tâm hồng nham là địa phương hạch tâm nhất trong địa hỏa, trải qua trăm ngàn năm rèn luyện, hình thành khoáng thạch cực nóng, trong đó ẩn chứa lực lượng hỏa diễm vô tật, người tu luyện bình thường, bàn tay tiếp xúc tới, liền sẽ bị đốt thương. Bình thường đều là luyện khí sư lục tinh, dùng làm mồi lửa luyện hóa vật phẩm khó luyện, không nghĩ tới ở dưới trận pháp gia trì, bố trí thành địa hỏa thông đạo này. Minh Lý Chi nhãn chiếu giỏi, trận pháp trước mắt cực kỳ huyền diệu, không chỉ có thể phát ra nhiệt lượng của địa hỏa hồng nham, để cho người ta khó kiên trì, còn có thể từ bốn phía hấp thu linh khí, duy trì năng lượng tuần hoàn trong hồng nham. Do đó, thông đạo không biết tồn tại bao nhiêu năm, linh tính của hồng nham vẫn hoàn mỹ như lúc ban đầu, không có nửa điểm hao tổn. Nếu để cho trận pháp dừng lại mà nói, có chút chơi xấu, ta muốn quang minh chính đại phá kỷ lục. Nhìn một hồi, mỉm cười. Mặc dù trận pháp trước mắt dườm ra, nhưng mượn nhãn lực của hắn, để nó đình chỉ vẫn rất đơn giản. Một khi đình chỉ, thông đạo khẳng định không cực nóng như thế, đừng nói đợi 17 phút, ăn tết ở bên trong cũng không có gì. Chỉ là làm như vậy, có chút đầu cơ trục lợi, không phải ý nguyện của hắn. Phá ghi chép mà thôi, cần phải chơi xấu sao. Ta là người chơi xấu sao. Ngũ diệu kim thân Mỉm cười, khóe miệng trương huyền vung lên Mới vừa rồi nhìn thấy địa tâm hồng nham, sở dĩ cao hứng, cũng không phải bởi vì tìm được vị trí trận cơ, mà là thứ này vừa lúc là đồ vật cần thiết tu luyện ngũ diệu kim thân đệ nhị trọng Lúc trước ở trong địa cung, bí tịch ngũ diệu kim thân cùng là thất thất cho bí tịch dung hợp, mặc dù tạo thành thiên đạo công pháp, nhưng cũng có rất nhiều thiếu hụt Đệ nhị trọng thiếu hụt là, muốn luyện thành, nhất định phải sử dụng địa tâm hồng nham bởi vì thứ này khó tìm kiếm, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, giờ phút này đã gặp được, làm sao có thể bỏ qua cơ hội. Ngũ diệu kim thân đệ nhất trọng liền để lực lượng thân thể của hắn bạo tăng, đi đến 400 vạn đỉnh, đệ nhị trọng có thể cao hơn hay không? Thử một chút, nghĩ đến liền làm, tản ra chân khí hộ thể, Trương Huyền mỉm cười, lỗ chân lông toàn thân mở ra, lập tức biên cuồng thu lại. Đổi lại những người khác, cho dù có công pháp giống nhau không biết vị trí của địa tâm hồng nham, cũng không dám làm bậy. Hắn không giống, Minh Lý chi nhãn phối hợp thiên đạo thư viện, nhìn rõ tất cả mấu chốt của lối đi này, biết từ chỗ nào tu luyện, có thể hút sạch linh lực của hồng nham, còn không thương tổn thân thể. Ngồi xếp bằng, vận chuyển hồng trần đạp thiên bộ, lơ lửng ở trong thông đạo, điều chỉnh tốt vị trí, để bốn địa tâm hồng nham nhắm ngay bốn huyệt vị của thân thể, lồng ngực một phồng một xẹp, hô hấp vài hơi hỏa diễm chung quanh như hỏa long dọc theo huyệt đạo chui vào thân thể. Bùm bùm, hỏa long ra trì, bắp thịt, xương cốt toàn thân giống như bị roi đánh, phát ra bạo tạc liên tục. Khuôn mặt đỏ lên, Trương Huyền siết chặt nắm đấm. Công pháp có thiếu hụt, tu luyện quả thực phiền phức, không nói cái khác, chỉ nói đệ nhị trọng này, không chỉ cần địa tâm hồng nham, càng quan trọng hơn là, rèn luyện hỏa diễm, thân thể cũng sẽ tiếp nhận thống khổ cực lớn. Nếu không phải hắn thần trí kiên định, hồn lực mạnh mẽ, chỉ sợ sẽ ngất đi. Cô cô cô, mặc dù đau đớn kịch liệt, nhưng hiệu quả lại rõ ràng, trước đó thân thể vững chắc như sắt, khó mà tăng tiến, giờ phút này giống như thổi khí cầu, sức chịu đựng, độ mềm dai, phòng ngự. Đều lấy mắt trần có thể thấy gia tăng. 400 vạn đỉnh, 450 vạn đỉnh, 500 vạn đỉnh, 600 vạn đỉnh. Thời gian lặng lẽ trôi qua, rất nhanh đạt đến 800 vạn đỉnh. Kiều Thiên Cảnh đỉnh phong, chỉ 620 vạn đỉnh, quy nhất cảnh sơ kỳ, mới có 800 vạn đỉnh. Nói cách khác, hắn hiện tại, chỉ bằng vào thân thể, liền có thể đánh với quy nhất cảnh sơ kỳ một trận, phối hợp chân khí, hồn lực, cường giả đạp hư cảnh trung kỳ, muốn vượt qua chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy. Đáng sợ! Hô! Phun ra một ngụm chọc khí, trương huyền rơi trên mặt đất. Ngũ diệu kim thân đệ nhị trọng, đã luyện thành. Còn đệ tam trọng, Cần bảo vật là nhất nguyên trọng thủy, vừa vặn trái lại địa tâm hồng nham, coi như muốn tu luyện cũng hết cách rồi, chỉ có thể tạm thời bỏ qua. Luyện thành Ngũ Diệu Kim Thân đệ nhị trọng, nhiệt độ nơi này đã không ảnh hưởng tới ta. An tĩnh đứng tại chỗ, nhìn quanh một vòng. Ngũ Diệu Kim Thân tấn cấp, không chỉ lực lượng mạnh lên, càng quan trọng hơn là thân thể hoàn toàn miễn dịch địa tâm hồng nham, mặc dù nơi này là địa phương những người khác khó có thể kiên trì, nhưng đối với hắn lại không tính là gì nằm xuống ngủ một giấc cũng sẽ không thụ thương. Hiện tại ra ngoài còn có chút sớm đi, đã phá kỷ lục liền phải nắm bắt học phần tới tay. Ngũ diệu kim thân là thiên đạo công pháp không sai, chỉ chỉ tu luyện một phần năm, thời gian sẽ không quá lâu, mặc dù không cẩn thận tính toán hắn cũng biết, lúc này đi ra ngoài còn không có cách nào qua ải. Thử xem có thể tu luyện hồn lực hay không. Dù sao cũng rãnh rỗi, tinh thần khẽ động, vu hồn ly thể sở dĩ linh khí hóa thanh chỉ có thể để cho hồn thể hấp thu là bởi vì những linh lực này chịu qua địa hỏa rèn luyện chọc thanh tách rời lối đi này do địa tâm hồng nham phối hợp trận pháp hình thành trong đó có linh khí cũng đi qua rèn luyện hẳn là thích hợp hồn phách hấp thu không đi quản thân thể vu hồn lơ lửng ở giữa không trung hồn phách của vu hồn sư bình thường e ngại đồ vật trí dương như ánh nắng hỏa diễm hắn khác biệt thiên đạo vu hồn không có loại thiếu sót này Mặc dù nơi này như hỏa lô, nhưng hồn phách của hắn vẫn có thể ở bên trong vẫy vùng, không tổn thương chút nào. Hắn hiện tại, chỉ có thiên đạo vu hồn công pháp hợp linh cảnh, muốn đột phá, tiếp tục tu luyện rất khó, nhưng hoàn toàn có thể hấp thu linh khí, để hồn thể gia tăng. Lần trước bởi vì phân thân cướp đoạt, hồn thể còn thiếu một chút liền đạt đến 10 mét, có những linh khí này, có thể thử một chút, xem có thể đột phá giảng buộc hay không. Trường 1322 ngũ diệu kim thân đệ nhị trọng hai. Xì xì xì, hồn thể to lớn, hít một hơi, linh khí tinh thuần chung quanh bị địa tâm hồng nham tôi luyện thiêu đốt qua, thẳng tắp tràn vào thân thể, tư dưỡng hồn phách. Quả nhiên có thể thực hiện. Con mắt lóe lên, trương huyền hưng phấn đến suýt chút nữa nhảy lên. Không hổ là bảo vật hiếm có ngay cả ngũ diệu kim thân cũng cần, linh khí trải qua địa tâm hồng nham rèn luyện, so với hóa thanh chỉ càng thêm tinh thuần, đối với vu hồn, tuyệt đối là đại bổ trong đại bổ. Hắc hắc, lần này không thả phân thân ra, chờ bản tôn hấp thu xong lại nói. Có kinh nghiệm hóa thanh trì lần trước, biết phân thân một khi động thủ, bản tôn cũng không sánh nổi, Trương Huyền quyết định tạm thời trước không thả tên này ra, chờ hắn hấp thu xong, không cách nào tiến bộ lại nói. Bên này hấp thu, bên ngoài đã hỗn loạn. Cách hắn đi vào địa hỏa thông đạo, đã qua một canh giờ. Tất cả mọi người cho rằng tên này, năm ba phút sẽ trốn ra, lâu như vậy còn không có ra. Sẽ không chết ở bên trong chứ. Cơ quan trận pháp của địa hỏa thông đạo có tính phân biệt, nếu như người khiêu chiến ghi chép, thật mất đi khí tức sinh mệnh, sẽ bị lập tức đưa ra. La nham nhíu mày. Hắn tiến vào địa hỏa thông đạo, từng chuyên môn nghiên cứu qua. Nếu người khiêu chiến chết ở bên trong, đồng dạng sẽ bị đưa ra. Đến bây giờ không đi ra, cũng không có bị đưa ra, nói rõ. Còn sống, hơn nữa còn kiên trì. Tên này, thật tiến vào địa hỏa thông đạo. Không phải chạy địa phương khác hóng mắt ăn cơm chứ. Có cần khoa trương như vậy hay không? Nói thật, không chỉ hắn điên rồi, mọi người ở bên ngoài vây xem, cũng có chút phát điên. Người khác phá kỷ lục, vượt qua mấy giây, một hai phút, coi như lợi hại, tên này ngược lại tốt, vượt qua gấp bội còn chưa đi ra. Sẽ không tính toán ở bên trong sinh hoạt chứ. Địa hỏa thông đạo cực kỳ nóng, Sắt thép cũng có thể hòa tan, đợi một canh giờ. Nuốt ngụm nước bọt, La Nhàm cũng nhịn không được nữa quay đầu nhìn về phía Lý Tuyền. Người xác định, hắn thật sự là tân sinh. Hắn chính miệng nói với ta, hẳn không giả, lại nói nếu là lão sinh, trước kia nên nghe nói. Lý Tuyền vội vàng gật đầu, khóe miệng co giật. Nàng cũng là danh sư, nhãn lực cực cao, vừa rồi thời điểm tra hỏi tên này, cái gì cũng không hiểu, tuyệt không phải giả mạo một kẻ tay ngang nói muốn khiêu chiến ghi chép vốn cho rằng không biết tự lượng sức mình nằm mơ cũng không nghĩ tới không chỉ làm còn làm được đây chính là danh sư học viện giữ vững không biết bao nhiêu năm mọi người muốn phá lại không cách nào đánh vỡ mới vừa rồi ta còn cảm thấy hắn không biết lượng sức nhớ tới vừa rồi nàng còn khinh bỉ đối phương hiện tại xem ra nên khinh bỉ chính nàng người ta thật sự có năng lực có thực lực buồn cười nàng có mắt không biết tân sinh. Nghe được xác nhận, khóe miệng la nham cũng co giật. Hắn ở trong địa hỏa thông đạo chờ đợi 3 phút, hít hà không biết bao nhiêu năm, để vô số người kính nể, tên này càng tốt, đi vào liền không ra ngoài, bản thân mới vừa rồi còn mở miệng chế diễu. Vừa nghĩ đến điểm này, trên mặt lập tức nóng rát. Đừng nói hắn, học sinh học viện, xem như thập đại trường lão đích thân tới, vượt qua 17 phút cũng khó khăn, chớ nói chi là một canh giờ. Học trường, địa hỏa thông đạo nguy hiểm cực kỳ, coi như trương sư kia thân thể mạnh mẽ, cũng không thể một mực chờ đợi, có thể đã xảy ra chuyện gì hay không. Lại đợi một hồi, còn không có động tính, một danh sư thực sự nhìn không được hỏi. Phá kỷ lục cũng phải có hạn độ, vượt qua một nửa liền nghe giận cả người, hiện tại vượt qua gấp bội, có thể nói đã quá tưởng tượng. Ừm, ta cũng không hiểu rõ, như vậy đi, các ngươi ở chỗ này chờ, ta đi tìm lão sư. Hắn kiến thức rộng rãi, hẳn có thể biết chuyện gì xảy ra la nham trần chờ một chút nói nhấc chân đi ra ngoài không lâu sau đi tới một gian phòng lão sư hắn gõ cửa một cái la nham có chuyện gì sao trong phòng một lão giả ngẩng đầu nhìn tới khí viện phó viện trưởng nguyên hồng danh sư lục tinh đỉnh phong luyện khí sư lục tinh đỉnh phong ở khí viện địa vị gần với viện trưởng bẩm báo lão sư có người khiêu chiến ghi chép địa hỏa thông đạo. La Nham vội nói, địa hỏa thông đạo, 17 phút, không biết đánh đổ bao nhiêu người, cái ải này không dễ chịu a hát. Cảm khái một tiếng, Nguyên Hồng cười cười, vuốt sâu nhìn qua. Là ai, Lục Ngô, Trần Hải hay Đỗ Cửu, khí viện một năm không bằng một năm, mấy tên này, có lẽ còn có thể xông một lần. Trường 1323, người còn không biết xấu hổ muốn học phần. Một hắn nói mấy người này đều là thiên tài nổi danh của khí viện thực lực so với la nham chỉ mạnh không yếu luyện khí đầu tiên phải luyện thể không ít người ăn không được cái khổ này từ bỏ nghề nghiệp dẫn đến thiên tài tuyệt đỉnh của khí viện cũng không phải rất nhiều chuyện này luôn là tâm bệnh của hắn giờ phút này nghe được có người khiêu chiến nhịn không được cảm khái đều không phải là tân sinh gọi trương huyền la nham vội nói tân sinh vừa tới Nguyên Hồng sướng sờ. Vâng, nghe nói hôm nay mới thông qua khảo hạch, tiến vào học viện, ngay cả thẻ học viên cũng không có. Khiêu chiến ghi chép mục đích là vì kiếm học phần, muốn kích hoạt khí hải, khảo hạch luyện khí sư ngũ tinh. La Nham giải thích. Hồ đồ. Nghe được ra hỏa ngay cả thẻ học viên cũng không có, lại chạy tới khiêu chiến ghi chép, Nguyên Hồng nhướng mày. Thân là khí viện phó viện trưởng, luôn luôn coi trọng quy củ, một gia hỏa cái gì cũng không hiểu, chạy tới khiêu chiến, đây không phải muốn chết sao? Người biết địa hỏa thông đạo ghi chép đại biểu cái gì không? Người khác không hiểu, la nham, người cũng không hiểu sao. Địa hỏa thông đạo là khảo nghiệm thân thể, một tân sinh, còn chưa tiếp thu qua hệ thống học tập của học viện, làm sao có thể ở bên trong. Càng nói càng tức, sắc mặt nguyên hồng tái xanh. Lão sư, la nham nháy con mắt, muốn mở miệng, nhưng bị cắt đứt. Được rồi, người chỉ là học viên, nếu có người thật muốn khiêu chiến ghi chép cũng ngăn không được nói nhiều như vậy cũng không phải trách ngươi chẳng qua là cảm thấy học sinh hiện tại càng ngày càng không biết tự lượng sức mình nói thật mấy năm gần đây là kém nhất ta dạy qua than thở một tiếng nguyên hùng biết thức giận với một học viên cũng không đúng lúc này lắc đầu tốt tên này kiên trì mấy phút có phải đã trọng thương hay không đây là thanh linh dịch có thể trị liệu thương không phải vị tân sinh này hiện tại hắn còn chưa có đi ra. Rốt cục có cơ hội nói chuyện, La Nham vội vàng nói. Vị lão sư này của hắn, cái gì cũng tốt, khuyết điểm duy nhất chính là thích ba hoa. Vì thế, học sinh nghe qua khóa của hắn không ai không nhức đầu. Những thanh linh dịch này, chỉ cần bôi ở bên ngoài. Còn tưởng đối phương muốn hỏi thứ này sử dụng như thế nào, Nguyên Hồng giải thích một câu, đột nhiên xứng sở tại nguyên chỗ, con mắt trợn tròn. Người nói cái gì, còn chưa đi ra, không đi ra có ý tứ gì hắn đi vào lúc nào hắn đại khái một canh giờ trước la nham nói một canh giờ trước thân thể nguyên hồng nhoáng một cái thiếu chút nữa ngất đi vâng ta cũng không biết chuyện gì xảy ra đành phải tới bẩm báo lão sư la nham vội nói bẩm báo lúc này bẩm báo còn có tác dụng gì một canh giờ không đi ra khẳng định không phải chịu đựng phá ghi chép mà là mới vừa đi vào không đến hai cái hô hấp liền bị thiêu thành cho tàn nguyên hồng tức giận sắp bạo tạc vỗ bàn đứng lên cái ngoạn ý gì chứ nên bẩm báo không bẩm báo lúc này tới còn làm được gì địa hỏa thông đạo chỉ cần người chết là sẽ được đưa ra nhưng mới vừa vào liền bị đốt thành cho bụi hài cốt không còn đồng dạng không có động tính ra hỏa kia đi vào một canh giờ không có động tính gì khẳng định đã sớm chết a -hát còn có loại thuyết pháp này ta không biết. La Nham ngẩn ngơ. Hắn chỉ biết người chết sẽ được cơ quan đưa ra, chưa nghe nói qua, mới vừa đi vào ngay cả hai cái hô hấp cũng kiên trì không được liền bị đốt thành cho bụi. Nên làm cái gì bây giờ? Tên kia thoạt nhìn thực lực không kém a hát, hẳn là sẽ không dễ dàng chết như vậy. Người vẫn là hiểu biết quá ít, ta ở danh sư học viện chờ đợi hơn 800 năm, đã gặp sự tình, còn nhiều hơn người đọc sách. Nguyên Hồng hừ một câu. Như vậy đi, ta cùng ngươi đi qua mở thông đạo để cho người ta quét dọn một chút không biết sâu cạn không biết sống chết loại người này coi như còn sống cũng là phiền phức khoát tay áo đang muốn nói tiếp đột nhiên dưới chân lay động ngay sau đó thanh âm sụp đổ vang lên oanh phương hướng chính là thông đạo ghi chép làm sao vậy những mày hai người vội vàng đi ra ngoài phòng tân sinh vừa mới chết lại náo ra động tĩnh lớn như vậy hôm nay là thế nào a à? không xong nguyên sư địa hỏa thông đạo sập chỉ chốc lát một danh sư vội vã lao đến sập ngươi có ý tứ gì cái gì sập nguyên hồng ngẩn ngơ chính là địa hỏa thông đạo trong thông đạo ghi chép vị danh sư này giải thích nguyên hồng suýt chút nữa điên mất ta biết là thứ này chỉ là đây là khí viện cùng thiên công viện liên hợp luyện chế do đủ loại cơ quan hợp thành làm sao sẽ sập địa hỏa thông đạo là một bộ phận của thông đạo ghi chép do khí viện cùng thiên công viện liên hợp rèn đúc cực kỳ chắc chắn cũng không phải kiến trúc đá làm sao sẽ tùy tiện đổ sụp đến cùng xảy ra chuyện gì một bên la nham cũng nhoáng một cái mới vừa nói địa hỏa thông đạo cái đồ chơi này liền xảy ra chuyện xảy ra chuyện gì danh sư xông tới như cũng không thể tin được ta cũng không rõ ràng chỉ thấy chỗ kia biến thành phế tích đi qua nhìn một chút chương 1324, người còn không biết xấu hổ muốn học phần. 2. Biết sự tình không thể trần chờ khóe miệng Nguyên Hồng co giật mấy lần, vội vàng đi tới trước mặt thông đạo ghi chép. Lúc này thông đạo ghi chép đã đổ sụp nửa bên, làm toàn bộ đại điện tràn đầy bụi mù. Xảy ra chuyện gì? La nham nhịn không được nhìn về phía Lý Tuyền. Ta cũng không biết, chúng ta đang chờ trương sư, liền nghe một tiếng nổ vang. Sau đó, sau đó liền biến thành như vậy. Lý Tuyền mặt mũi khóc tang. Không chỉ nàng, giờ phút này người chung quanh cũng phát mộng. Ai cũng không biết, vì sao thông đạo ghi chép luôn luôn chắc chắn, đột nhiên lại sập, mà nơi trung tâm nhất, chính là vị trí địa hỏa thông đạo. Trương sư, đoán chừng đã chết. Nhớ tới lão sư nói, là nhàm khoát tay áo, đang muốn giải thích, liền nghe trong bụi mù vang lên tiếng bước chân. Ngay sau đó truyền đến thanh âm ho khan. Khủ khủ, nghe được thanh âm này, tất cả mọi người đều chấn động đồng loạt nhìn qua lập tức nhìn thấy một thanh niên đi ra không phải trương sư trước kia đi vào thì là người phương nào ngươi ngươi không có việc gì thân thể la nham run lên con mắt trợn tròn vừa rồi lão sư lời thề son sắt khẳng định bị đốt thành cho bụi trong nháy mắt liền xuất hiện lông tóc không tổn hao gì một chút vết thương cũng không có thật hay giả không chết ở bên trong chờ đợi hơn một canh giờ còn chơi sập địa hỏa thông đạo. Ngươi đến cùng tới làm gì? Ta không sao. Mang theo xấu hổ, Trương Huyền quay đầu nhìn về phía thông đạo cách đó không xa biến thành phế tích. Chính là địa hỏa thông đạo này, hình như, hỏng, còn cần hình như sao? Mọi người đều lảo đảo. Một mảng lớn phế tích này, xem như người mù, cũng có thể nhìn ra đã hỏng. Ngươi là tân sinh vừa rồi đi vào thí luyện. Nguyên Hồng cố nén bờ môi run rẩy, nhìn lại. Vâng." Trương Huyền gật đầu. Mặc dù không biết người này, nhưng trên người lực lượng sung mãn, khí tức kinh người, vừa nhìn liền biết thực lực bất phàm, so với Mi trưởng lão trước đó, Mạc Đường chủ cũng không kém bao nhiêu. Người không phải khiêu chiến ghi chép sao? Đến cùng xảy ra chuyện gì?" Nguyên Hồng nhịn không được nói. "Khiêu chiến ghi chép, làm sao địa hỏa thông đạo lại bị chơi sập? Cái này, ta cũng không hiểu, mới vừa vào, phát hiện địa hỏa thông đạo cũng không phải quá khó." liền ở đó tu luyện, sau đó bất chi bất giác. Liền sập, sắc mặt trương huyền đỏ lên. Vừa rồi ở trong đường hầm, vù hồn ly thể tu luyện, hấp thu linh khí tốc độ cực nhanh, hồn thể trở nên càng lúc càng lớn, qua không biết bao lâu, hấp thu không biết bao nhiêu năng lượng, cuối cùng toàn thân chấn động, vượt qua độ cao 10 mét. Hồn thể đột nhiên tăng lớn, tốc độ hấp thu linh khí trong nháy mắt ra tốc, lại thêm trước đó thôn phệ, địa tâm hồng nham sao có thể tiếp nhận, thời gian qua một lát liền bị tiêu hao hầu như không còn. Hồng Nham hao hết linh khí, thật giống như ô tô không có động cơ, trước đó duy trì trận pháp vận chuyển, làm sao còn kiên trì. Giống như hóa thanh trì lúc trước, mất đi năng lượng duy trì, loại trận pháp này, không có cân bằng, không tại chỗ bạo tạc cũng đã không tệ. Ngay sau đó, xuất hiện một màn trước mắt mọi người, thông đạo đổ sụp, phòng ốc tiêu diệt. May mắn, hắn phản ứng nhanh, hồn phách trực tiếp chui vào thân thể, dùng chân khí chặn loạn thạch, nếu không chỉ sợ hắn sẽ thành người thứ nhất sông địa hỏa thông đạo, không phải bị nóng chết mà là bị đá đập chết. Nhìn thấy phế tích đầy đất, Trương Huyền buồn bực không nói ra được. Lần này, đơn thuần là muốn phá ghi chép, lấy điểm học phần, nằm mơ cũng không nghĩ tới lại biến thành bộ dáng này. Nhưng xem như hắn chơi sập cũng không thể thừa nhận a hát. Không nói cái khác, chỉ là bốn khối địa tâm hồng nham kia, cũng không phải là hắn có thể bồi được cho nên đành phải mặt dạn mày dày giả vờ không biết. Bất chi bất giác, liền sập. Nghe được lời nói vô sỉ như vậy, mọi người đều choáng váng, Nguyên Hồng càng lảo đảo. Địa hỏa thông đạo này sừng sướng ở trong học viện ít nhất cũng ba, bốn ngàn năm, nhiều người như vậy xông đều vô sự, đến ngươi lại sập. Một câu, bất chi bất giác, liền muốn lừa dối qua ải. Coi như lừa gạt quỷ, quỷ cũng không tin a à. Người có thể ngụy trang thành ý một chút không? đến cùng xảy ra chuyện gì khuôn mặt nguyên hồng trầm xuống nhịn không được nói sau khi đi vào thông đạo ta nhìn thấy nhiệt lượng hỏa diễm bên trong vừa vặn có thể rèn luyện thân thể liền không nhịn được hấp thụ chút không nghĩ tới sẽ sập trương huyền không thể làm gì khác hơn là nói vừa vặn còn hấp thụ chút nguyên hồng im lặng địa hỏa thông đạo người khác không biết hắn tham dự qua chữa trị biết đến rất rõ ràng trong đó có bốn địa tâm hồng nham mỗi một khối đều ẩn chứa linh lực vô cùng nóng. Người bình thường tiếp xúc một chút đều sẽ bị đốt thành cho bụi, coi như luyện khí sư lục tinh hấp thu cũng sẽ bị đốt chết tươi, ngươi. Cảm thấy vừa vặn luyện thể, còn hấp thụ một chút. Cái này con mẹ nó đến cùng là hấp thu bao nhiêu mới có thể dẫn đến cả thông đạo đổ sụp. Một mặt xanh xám, đang muốn hỏi thăm đối phương, đến cùng hấp thu bao nhiêu, chỉ thấy thanh niên trước mắt hy vọng nhìn qua ta vừa rồi ở trong địa hỏa thông đạo, chờ đợi không sai biệt lắm một canh giờ, nên coi là phá kỷ lục đi, xin hỏi. Bây giờ có thể hối đoái học phần cho ta không? Hối đoái học phần, người còn không biết xấu hổ muốn học phần. Nguyên Hồng suýt chút nữa tức điên. Làm cho toàn bộ thông đạo ghi chép náo loạn, địa hỏa thông đạo của khí viện phế đi, còn không biết xấu hổ nói học phần. Mặt đâu? mươi 1325, thầy ta là Dương Huyền một ý của ngươi là không có học phần. Nghe được đối phương nói, Trương Huyền sững sờ. Đương nhiên không có. Nguyên Hồng vung tay, phá kỷ lục, Cần Thông đạo ghi chép xác nhận, hiện tại sập thành như vậy, ai biết ngươi ở bên trong có dùng pháp bảo hay không, là làm sao kiên trì một canh giờ. Thông đạo ghi chép có năng lực công chứng, nếu không, người tiến vào bên trong, đủ loại pháp bảo đồng thời sử dụng, kiên trì 17 phút không tính là gì, nhưng như thế cũng mất đi ý nghĩa ghi chép. Hiện tại thông đạo sập thành như vậy, bi thảm như thế, tự nhiên không có công chính, năng lực chứng minh, ai biết ngươi ở bên trong dùng cách bảo. Lại làm sao qua ải? Vừa đến luyện khí học viện liền hủy thông đạo ghi chép, còn chưa thương nghị vấn đề bồi thường với ngươi, ngươi đã mở miệng trước. Còn muốn học phần, sao ngươi không lên trời? Cái này, trương huyền mắt trợn tròn. Còn tưởng rằng phá ghi chép, có thể cầm tới học phần, thuận lợi khảo hạch luyện khí sư ngô tinh, nghe khẩu khí của đối phương, đoán chừng là không nguyện ý cho. Sớm biết như thế, còn chơi đùa cái gì sức lực chứ? Dường như lần khiêu chiến này cũng không chịu thiệt, không chỉ ngũ rượu kim thân đến đệ nhị trọng, thực lực bạo tăng, hồn thể cũng thành công đột phá 10 mét. Đã không có học phần, vậy ta lại đi khiêu chiến hạng mục khác. Trần chờ một chút, Trương Huyền nói. Thật vất vả đi ra một chuyến, làm sao cũng phải thi xong luyện khí sư ngũ tinh mới về, nếu không chẳng phải đi không một chuyến khiêu chiến cái gì người nhìn thông đạo ghi chép thành bộ dáng này còn có thể tiếp tục khiêu chiến sao lần này là nhàm có chút nhịn không được đi lên phía trước cái đồ chơi này đã sập nửa bên xem như phế đi coi như muốn khiêu chiến ghi chép khác cũng làm không được a à? vậy ta muốn kiếm học phần thì làm sao bây giờ trương huyền vò đầu thông đạo ghi chép đại biểu thành tựu của khí viện Người một tân sinh vừa tới liền biến thành như vậy, học phần liền đừng hy vọng, vẫn là nghĩ làm sao bồi thường đi. La nhàm đồng tình nhìn qua. Thứ này hao phí không biết bao nhiêu tâm huyết của luyện khí học viện cùng thiên công học viện mới chế tạo thành công, đứng sừng sững ở nơi này, khiêu chiến không biết bao nhiêu người, người vừa đến đã làm hỏng. Không nghĩ bồi thường tiền, còn muốn học phần. Sao thần kinh lớn như vậy chứ? Bồi thường. Ra mặt co giật, trương huyền trần chờ một chút dầu dĩ nói. Muốn bồi thường bao nhiêu? Nghe nói như thế, la nham quay đầu nhìn về phía lão sư. Biến thành như vậy, bồi thường như thế nào, hắn chỉ là học viên, không có tư cách phát biểu. Địa hỏa thông đạo là 5.000 năm trước, khí viện viện trưởng cùng thiên công học viện viện trưởng liên thủ chế tạo thành, hao phí 4 viên địa tâm hồng nham, cộng thêm đủ loại tài liệu quý giá, coi như đi qua những năm này tiêu hao, mài mòn, tổng giá chỉ cũng vượt qua 20 viên linh thạch thượng phẩm, tính toán một chút, Nguyên Hồng mở miệng nói. Học viện không phải địa phương khác, công hội khác, thật vất vả ra một thiên tài, làm hỏng đồ vật, có thể đăng báo, tổng bộ sẽ phái người chữa trị. Nơi này đâu đâu cũng có thiên tài, nếu như không truy cứu, đều tới quấy rối, ngươi làm hư một cái, ta làm hư một cái, về sau còn duy trì thế nào. Nhưng nhiều quá, cũng không thường nổi a hát. Bao nhiêu, 20 viên linh thạch thượng phẩm. Thân thể nhoáng một cái, Trương Huyền suýt chút nữa hộc máu. Mở cái trò đùa gì? Nếu có nhiều linh thạch như vậy, còn kiếm học phần làm gì, tùy tiện lấy ra, mua cũng mua được. Tin tưởng coi như học phần chân quý, dưới giá cao như thế, cũng có không ít người nguyện ý bán ra. Ngươi là tân sinh, cũng không phải có ý định phá hư, bồi thường một nửa là được, cũng chính là 10 viên linh thạch thượng phẩm. Nguyên Hồng nói, 10 viên, ta không có. Trương Huyền lắc đầu, hắn tổng cộng chỉ có một viên, là từ danh sư thi đấu lấy được ban thưởng, 10 viên, đánh chết cũng không bỏ ra nổi. Ta biết ngươi không có, như vậy đi, ở đây làm việc ngoài giờ 10 năm, coi như đền bù. Nguyên Hồng khoát tay áo. Linh thạch thượng phẩm, là đồ vật xung kích thánh giả hoặc là cường giả thánh cảnh sử dụng, vô cùng chân quý, đối phương là tân sinh khẳng định không được, đây là rõ ràng, cho nên, trước đó mở miệng hắn cũng tính toán cẩn thận, làm công gán nợ, không ít học sinh cũng trải qua cái này. Giống như nữ hải lý tuyển kia, chính là làm việc ngoài giờ, làm công kiếm lấy học phần. Hắn chỉ là làm công trả nợ mà thôi. 10 năm làm việc ngoài giờ bằng 10 viên linh thạch thượng phẩm. Kiếm lợi lớn. Đúng vậy a, à, linh thạch thượng phẩm vô cùng chân quý, một viên tương đương với một vạn viên linh thạch trung phẩm, một năm một viên, nguyên phó viện trưởng cho ra điều kiện này, đã là rất nhân từ. Danh sư học viện trừng phạt chỉ là bày tỏ thái độ, nếu không, 10 viên linh thạch thượng phẩm, không ít người cả đời cũng bồi không nổi. Nghe được Nguyên Hồng nói, mọi người gật đầu. Đối với người tu luyện, thời gian không tính là gì, có ít người, vậy ở tứ tinh đỉnh phong 10 năm, cũng không đạt tới danh sư ngũ tinh. Thời gian ngắn như vậy, gán nợ 10 viên linh thạch thượng phẩm, xem như rất chiếu cố. 10 năm, không giống ý nghĩ của mọi người, khóe miệng của Trương Huyền co giật. Cái học viện này hắn có thể đợi nửa năm hay không cũng còn khó nói, đừng nói 10 năm. Thật muốn lâu như vậy, không cần đối phương ra tay, Tiên Thiên Thai độc liền giết chết hắn rồi. Thời gian dài như vậy, khẳng định không được, ta không có thời gian. Lắc đầu, Trương Huyền cự tuyệt. Không được. Sắc mặt nguyên hồng tái xanh, hít mắt lại. Hắn đường đường phó viện trưởng, còn là lần đầu tiên gặp được học sinh không biết trời cao đất rộng. Như thế, làm chuyện sai lầm Thế mà còn dám cò kè mặc cả. Audio điện tử võ tấn bền. Hết chương 1325.